Xin chào các bạn, hôm nay Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Khánh Hà 24 tuổi, luôn ôm trong mình ước mơ trở thành thiết kế chính của công ty thiết kế hàng đầu SAM. Cô đồng ý mẹ mình đi xem mắt và gặp tình huống dở khóc dở cười khi đối mặt với oan gia. Vũ, tổng giám đốc của SAM, anh luôn lạnh lùng với những người xung quanh, nhưng khi chúng phải tiếng sét ái tình thì anh chàng này thay đổi một cách rất bất ngờ. Liệu hai con người với xuất thân hoàn toàn khác biệt sẽ có mối liên hệ nào với nhau? Mời các bạn cùng lắng nghe. Vừa đi làm về, Khánh Hà còn chưa kịp tháo giày ra khỏi chân thì đã nghe tiếng bà Mai càm ràm. Con gái con đứa, 20 mấy tuổi đầu còn chưa chịu dẫn bạn trai về nhà. Sáng đi làm chiều về đúng giờ thế này, thì đến bao giờ tôi mới được bế cháu đây? Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Mẹ suốt ngày nói vấn đề này thế. Ai bảo con không chịu dẫn bạn trai về nhà? Suốt ngày làm rồi thành bà cô tổ à? Trời ơi là trời! Thấy mẹ lại bắt đầu bài ca khóc lóc mấy lời đau lòng thì Khánh Hà đành phải xuống nước. Có điều sự nhượng bộ của cô cũng không làm cho bà dừng lại mà tiếp tục ca thán. Trước cảnh này, Khánh Hà cũng chịu thua và cô không dám giấu chuyện của mình nữa. Mẹ, không phải là con không yêu, mà là vì tại con bị thất bại. Là sao? Thì vừa rồi con cũng thử hẹn hò với một người đồng nghiệp. Con tính nếu qua lễ tình nhân này chúng con vẫn hòa thuận tiếp tục thì con sẽ dẫn anh ta về ra mắt với mẹ. Nhưng mà không ngờ con phát hiện anh ta là người ki bo kẻ sỉ, đã thế lại còn suốt ngày bám váy mẹ nữa chứ. Hóa ra bấy lâu nay con giấu mẹ hẹn hò với người ta à? Mà trông con không đến nỗi nào, sao mắt nhìn người kém thế? Quen nhau bao lâu mà giờ mới phát hiện ra người ta là kẻ bám váy mẹ? Con... Bà Mai nhìn Khánh Hạ ậm ừ không nói được thì thở dài, vừa thấy tức lại vừa thấy thương con gái. Rồi cuối cùng là chia tay lâu chưa? Dạ mới 2 tuần trước. Thôi cũng là cái may, chứ dính vào người như thế thì còn khổ cả đời. Mẹ không hy vọng con yêu đương với mấy người giàu sang. Mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy thôi. Nhưng ít nhất người kết đôi với mình phải chung thủy, biết quan tâm tới đối phương. Vâng con hiểu ạ. Cứ nghĩ nói chuyện tới đây thì thôi, bởi Hà thấy bà Mai cầm cái điều khiển tivi bật chương trình văn nghệ lên xem. Nhưng chưa được vài giây bà liền tắt phụt rồi quay sang kéo tay cô ngồi xuống cùng. Không được, con vẫn là nên tìm hiểu người khác đi. Thôi mẹ ơi, con sợ lắm rồi. Sợ cái gì mà sợ, người này không được thì tìm người khác, chứ thanh xuân con gái có thì. Cô định để già rồi mới yêu, thì còn ai đoái hoài nữa, hả? Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, lần này mẹ sẽ tự mình tìm đối tượng cho con. Khánh Hà biết tính mẹ không nói hai lời, với cũng vì nhà chỉ có hai mẹ con, cô không muốn làm bà ấy buồn nên tặc lưỡi đồng ý. Vậy mẹ muốn làm sao thì làm, nhưng mẹ đừng có mai mối này nọ kia nhé. Thời này không ai còn làm mấy việc này đâu ạ. Cô đừng có lắm chuyện. Thời nào là thời không có mai mối giới thiệu. Đầy người gặp gỡ yêu đương tự do lại không ra làm sao, nhưng mai mối lại nên duyên đấy thôi. Mà ai nói xa xôi, chính cô vừa mới trải qua đó thôi. Vâng vâng, thôi mẹ muốn làm thế nào cũng được, con nghe mẹ hết. Thế còn được. Bà Mai gật gù hài lòng. Với lấy cái điều khiển định bật xem chương trình văn nghệ tiếp, xong nghĩ thế nào lại không xem nữa mà quay qua dặn con gái. Lát con cứ ăn cơm trước đi, mẹ đi có việc đã. Mẹ còn định đi đâu giờ này ạ? Khi nào mẹ về thì mẹ nói. Nhìn mẹ vội vã đi ra ngoài mà Khánh Hà chỉ biết thở dài. Lúc này cô rất cần người để tâm sự nên lấy điện thoại gọi qua cho bạn thân Hương Ly buôn chuyện cho đỡ buồn. Qua mấy hồi chuông chờ đợi thì cuối cùng cũng có tín hiệu hồi đáp. Sao? Gọi giờ này lại buôn dưa lê à? Ôi giời ơi, tao đến đau đầu mất thôi. Bà già lại giục lấy chồng à? Ừ. Kể ra cái tên Văn Bình ấy mà không phải kẻ suốt ngày bám váy mẹ thì cũng ra gì ý nhỉ? Thôi đi, bà đừng có nhắc tới cái tên đáng ghét ấy nữa. Bà lại còn cười tôi à? Thôi, coi như rút kinh nghiệm, lần sau nhớ sáng mắt ra nha con. Gọi cho bà tưởng được thoải mái, ai dè còn chọc tức tôi nữa. Hương Ly buồn cười lắm, nhưng nghe ra giọng buồn bực của Khánh Hà thì không trêu cô nữa. Được rồi, không chọc nữa. Đi ăn ốc vỉa hè không, tôi mời. Mới lấy lương à? Sao biết hay thế? Thì bà trả bảo bên bà trả lương ngày 10 còn gì. Nghe Khánh Hà nhắc lại câu này thì Hương Ly mới nhớ, lần trước rủ cô đi ăn cũng nói mới lấy lương, và hôm đó cũng là ngày mùng 10. Thực ra Hương Ly là tiểu thư nhà giàu, nhưng vì không muốn Khánh Hà giữ khoảng cách với mình nên vẫn giấu đi thân phận, chỉ bảo mình là nhân viên bình thường thôi. Mỗi lần ăn uống, một là Ly mua đồ qua nhà Khánh Hà, hai là rủ nhau ra quán. Nhưng mỗi lần ra ngoài, Hương Ly đều chọn những nơi bình dân nhất, bởi tính Khánh Hà rất sòng phẳng, ăn uống lần nào cũng đòi chia đôi tiền.
Hôm nay Hương Ly muốn chiêu đãi đã phải nói dối là mới lấy lương hay được thưởng thì Hà mới chịu để cho Ly trả hết bữa ăn đó. Chuẩn bị đi, tôi ở ngay gần chỗ trọ của bà rồi. Ok, xong ngay đây. Cũng nên đi chúc mừng bản thân thoát khỏi tên bần tiện bám váy mẹ kia. Ai đời thanh niên đi chơi với bạn gái mà tính từng xu, mặc cả với người bán hàng từng hào. Đã thế còn suốt ngày kể lể, mẹ anh bảo về thế này mới tốt, thế kia mới hay. Đi chơi mà mẹ nhắn về giờ nào thì phải về đúng giờ đó, không dám sai lệch lấy một giây. Nghĩ lại, Khánh Hà tự trách bản thân, sao có thể phí phạm mấy tháng tìm hiểu yêu đương với con người như vậy không biết. Hương Ly đón Khánh Hà đi ăn ốc vỉa hè như đã hứa. Món này là sở trường của cả hai, nên gọi luôn 4 đĩa mới đã cái miệng. Ăn uống no nê mà thấy vẫn còn sớm, về nhà cũng chỉ đi ngủ, nên Hương Ly lại rủ Khánh Hà đi lang thang ngắm trời ngắm đất. Thực lòng, Hương Ly rất muốn cho bạn thân biết đến mấy nơi sang chảnh, nhưng còn chưa nghĩ ra lý do gì để nói, thì vừa lúc Ly nhận được điện thoại của Tuyết Nhung. Và sau khi hai người nói chuyện xong, thì một ý nghĩ hợp tình nảy ra trong đầu của Hương Ly. Định đi hít gió trời với bà, nhưng mà chị tôi lại gọi nhờ làm chút việc. Thực ra cũng không quan trọng lắm, chỉ là đến lấy đồ giúp chị ấy thôi. Có việc thì bà cứ đi đi, tôi tự về được mà. Đang tính rủ bà đi cùng, chứ một mình đi ngại lắm. Thế thì tôi đi với bà. Nghe Khánh Hà đồng ý đi cùng với mình, thì Hương Ly mừng húm, định bụng nói địa điểm trước với cô, nhưng nghĩ lại để gần tới nơi mới thông báo, nên Ly chuyển ý giục cô mau lên xe. Nào, đội mũ bảo hiểm vào đi, chúng ta đi. Chậm chậm thôi đấy, cấm phóng nhanh vượt ẩu. Bà ngồi sau thì cảm giác thế thôi, chứ nhìn đi, tôi đi còn chưa tới 50 km/h mà. Yên tâm, tôi vẫn nhớ luật đi xe trong nội thị. Chỉ được cái chống chế là nhanh thôi, đi từ từ, không công an phạt thì chỉ có mất toi mấy ngày lương đấy. Vâng vâng, em nhớ rồi thưa chị. Em ngoan thế, chị rất hài lòng. Cả hai sau câu nói ấy thì cười phá lên. Hương Ly nhân lúc bạn thân vui vẻ thì vào luôn câu chuyện địa điểm mà hai người sắp tới. Tôi quên không nói với bà. Sao thế? Tôi biết là bà không thích chỗ đông người, nhưng mà đồ của chị tôi gửi lại ở quán bar đằng trước kia. Thôi, đã gần tới nơi rồi thì vào, chứ giờ quay về à? Thật ngại quá. Bạn bè mà phiền gì, đến nơi tôi đợi bà ở ngoài, bà vào lấy rồi mình về. Ừ. Thật ra Khánh Hà không phải không biết mấy chốn đông vui như này, cũng không có ý chê bai hiểm khích những người ra vào đây. Chỉ là do hoàn cảnh điều kiện nhà mình kém, nên cô luôn nhắc nhở bản thân sống chừng mực từ những mối quan hệ tới cách chi tiêu. Những thứ xa xỉ, vượt quá khả năng của Khánh Hà cũng chưa bao giờ cô mơ tới và càng không ngó tới. Điều kiện nhà mình ở mức độ nào thì sống ở mức độ đó vừa phải hợp lý. Có điều hôm nay Hương Ly cố tình muốn Khánh Hà đến nơi này để thay đổi không khí, nên rất nhanh đã nghĩ ra lý do chính đáng. Đến quán bar, đi bảo Khánh Hà đợi mình rồi chạy nhanh vào trong. Nhưng phút sau đã thấy Ly chạy ra với vẻ mặt thất vọng nói với cô. Người ta còn chưa gửi tới nữa. Khánh Hà không nghi ngờ gì mà thật thà hỏi lại. Vậy mình phải đợi bao lâu? Chắc tầm nửa tiếng gì đó. Thế thì ngồi đây đợi cũng được, chắc không ai đuổi mình đâu nhỉ. Để tôi ra chỗ hai anh bảo vệ hỏi cho chắc, chứ lát người ta đi ra mắng thì mất mặt lắm. Hương Ly trong cái khó ló cái khôn, mượn ý của bạn liền chạy nhanh tới chỗ hai anh bảo vệ đang đứng, bo cho họ chút tiền rồi nhờ họ diễn một màn kịch. Xong việc, Hương Ly chạy lại chỗ Khánh Hà diễn vẻ mặt ỉu xìu với cô. Nhưng Hà còn chưa kịp hỏi xem thế nào thì một anh bảo vệ mặt như đi đòi nợ tới nói như quát. Hai cô không vào trong thì đi chỗ khác đi, chứ không được đứng ở đây. Đây là chỗ làm ăn của tụi này. Dạ em chỉ đứng chờ một tí thôi. Nhờ vả gì, ra ngoài kia mà đứng. Khánh Hà không muốn có chuyện nên vội kéo Hương Ly tránh ra ngoài. Nhưng Ly làm tới thế này thì sao có thể để cô dễ dàng rời đi chứ. Tối nay cô nhất định phải cho bạn thân vào chỗ vui chơi nhộn nhịp này mở mang tầm mắt. Để tôi đàm phán đã. Thôi, trông mặt họ như sát thủ thế kia thì đàm phán cái gì, mình đứng tránh qua ngoài kia cũng được. Bà làm sao thế, hai đứa con gái ra đứng ngoài đường, lỡ người ta tưởng mình là gái thì sao? Thế giờ mình đứng đâu? Lúc nãy vào, tôi thấy có anh họ tôi ở trong kia, chắc vào ngồi cùng không vấn đề gì đâu. Nhưng mà... Mình vào ngồi ngay bên cạnh thôi, đợi tí, tôi hỏi anh ta xem thế nào. Thấy Khánh Hà im lặng, là hiểu cô đã đồng ý, nên Hương Ly vội qua nháy mắt với anh bảo vệ. Tôi có bạn đang ở trong kia, chúng tôi vào đó ngồi cùng là được chứ gì. Nếu có bạn thì vào đi, nhưng đến đây phá chỗ làm ăn của tụi này thì không xong đâu. Bọn tôi không có phá gì, chỉ là tới gặp bạn thôi mà. Được, vào đi. Lỗ nhận lời đi với Hương Ly đến đây lấy đồ, nên giờ này Khánh Hà đành miễn cưỡng cùng bạn vào bên trong. Cứ nghĩ họ đồng ý rồi thì không đi theo nữa. Ai ngờ một trong hai anh chàng bảo vệ khi nãy đã đứng ngay sau từ bao giờ và còn nghiêm giọng nhắc nhở. Các cô tìm đến đúng vị trí của bạn mình đi, nếu ngồi chỗ khác thì phải mất phí. Chúng tôi biết rồi. Hương Ly chỉ chờ có thế, dắt tay Khánh Hà đi một mạch
tới bàn của anh chị họ mình đặt trước. Để giữ hòa khí vui vẻ, Khánh Hà cũng lịch sự chào hỏi mọi người cho phải phép. Nhưng thực chất, đầu óc cô làm gì để tâm tới cuộc chào hỏi xã giao này. Lại thêm ánh đèn mờ ảo, khó nhìn mặt đối phương, cùng với tiếng nhạc ầm ĩ, càng không nghe rõ lời giới thiệu tên của từng người, nên sau màn giới thiệu chào hỏi qua loa thì Hà liền không nhớ ai vào với ai nữa. Hương Ly biết Khánh Hà không quen nên đặc biệt quan tâm săn sóc cẩn thận, chỉ cho cô cái nọ cái kia rồi còn muốn giới thiệu cô với anh họ của mình, nhưng Khánh Hà lại tránh né. Cô chọn ngồi một góc và chỉ nhắc bạn để ý thời gian để lấy đồ rồi đi về. Cuộc vui của những dân chơi thường qua đêm, Khánh Hà biết điều đó, nhưng bản thân thì không như vậy. Cô rất chú ý về giờ giấc, ước chừng quá nửa tiếng mà vẫn không thấy Hương Ly có điện thoại, liền ghé sát tai bạn nhắc nhở. Quá giờ rồi mà người ta vẫn chưa giao đồ đến à? À, người giao đồ vừa nhắn cho tôi, đợi thêm chút nữa. Nếu vậy thì tôi về trước đây, ở đây có bạn bè của bà, lát nữa bà về sau với họ nhé. Ấy sao được, tôi đón bà đi, phải chờ bà về tận nhà chứ. Cũng không xa lắm, tôi bắt xe ôm đi được rồi. Hiểu tính bạn, một khi Khánh Hà không thích ở lại thì dù có lý do nào cũng không giữ được, nên Hương Ly đứng lên chào anh chị mình rồi cô cũng ra về. Để tôi nhắn người ta mai tôi lấy sau, chờ mất thời gian quá. Lỡ chị của bà cần gấp thì sao? Không, chỉ là chị tôi đi công tác nên nhờ tôi lấy giùm thôi, mai cũng được, mình về đi. Ừ, mất công vẽ ra màn đi lấy đồ, chủ yếu để cho Khánh Hà biết đến nơi vui chơi nhộn nhịp đắt đỏ nơi phố thị, và mục đích nữa là làm ma cho ông anh họ khó tính kia. Nhưng còn chưa làm nên trò trống gì đã phải đi về rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối, song Ly vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tranh thủ làm bà mai khi hai người trên đường về nhà. Này, hay là tôi làm mối khác cho bà nhé? Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Một mình mẹ tôi đã đủ nhức đầu rồi, giờ lại còn tới bà nữa. Mà bà lo thân của mình đi, không khéo có ngày cũng giống tôi đấy. Ôi giời ơi, tôi á, không cần phải lo, vì tôi đã có anh họ chống lưng rồi. Anh họ bà có tiếng nói thế cơ à? Ừ, thì trong dòng họ, anh ấy đúng là rất có tiếng nói. Tuy có hơi khó tính và vẻ ngoài nhìn khó gần, nhưng điểm nổi bật là điển trai tốt tính. Nói rồi, Hương Ly lại thao thao bất tuyệt, tiếp tục màn ca ngợi người anh họ mà Khánh Hà chưa rõ danh tính là ai. Này, cho một lời bình đi, cái người ngồi đối diện với bà hồi nãy là anh họ tôi đấy, rất đẹp trai đúng không? Có nhìn thấy gì đâu mà biết đẹp hay xấu. Ô cái bà này, thế bà ngồi đó mải ngắm thằng rời ơi đất hỡi nào mà người ngồi ngay đó lại không biết. Trong ba đèn mờ mờ ảo ảo, lại thêm quả nhạc sập sình inh tai nhức óc như thế, còn sức đâu mà để ý ai với ai chứ. Chán bà ghê, người ta ngồi thù lù một đống mà không chịu để ý. Lắm chuyện. Thôi, chẳng thèm nói với bà nữa. Về đến nhà rồi, tôi cũng không hơi đâu nói với bà nữa đâu. Còn bạn đáng ghét. Ghét tao mà chơi với ai? Khánh Hà nói rồi xuống khỏi xe, vẫy vẫy tay trêu chọc bạn thân, thì Ly chỉ biết nhăn mặt, vờ dỗi phóng xe đi thẳng. Hà biết thừa tính của bạn đang giả vờ với mình nên cũng không có lăn tăn gì mà đi về hướng phòng trọ. Giờ này cũng không còn sớm, nghĩ là mẹ đã đi ngủ rồi nên cô nhẹ nhàng mở cửa để khỏi làm phiền bà. Nhưng vừa mới đưa tay đẩy cánh cửa thì đã nghe giọng bà sang sảng. Con cũng chịu về rồi đấy à? Mẹ, mẹ làm con hết cả hồn. Cha bố cô, tôi hỏi nhẹ nhàng làm gì mà hết hồn. Đêm rồi con tưởng là mẹ đã ngủ rồi, nghĩ đâu mẹ bất ngờ lên tiếng hỏi thì con chẳng sợ. Đi thay quần áo rồi mẹ nói chuyện này. Hơn 10 giờ đêm rồi còn không cho con bé đi ngủ. Khánh Hà nhìn mẹ muốn rớt nước mắt nhưng không làm sao được, đành đi nhanh lên gác xếp thay quần áo rồi xuống. Mẹ, có chuyện gì mà không đến hôm sau được ạ? Không, mẹ cứ phải làm ngay, chứ đêm mẹ không ngủ được. Vậy mẹ nói đi con nghe đây. Hồi tối mẹ có qua gặp cô Hòa. Cô ấy nói có đứa cháu họ chỉ hơn con vài tuổi thôi, công việc ổn định, ngoại hình không tệ. Mai con thu xếp đi gặp người ta đi nhá. Làm gì mà mẹ vội thế ạ? Cô không vội, nhưng bà già này vội rồi. Không nghĩ là mẹ lại gấp rút như vậy. Cô mới 24 chứ có phải là già nua xấu gái gì đâu. Cô sợ cô bị xếp vào hàng tồn kho như vậy chứ. Mà sao ở thời này rồi mà mẹ cô còn xem trọng mấy kiểu như xem mắt, quen biết lâu dài còn chẳng ăn ai. Khánh Hà, nghe mẹ nói gì không? Vâng, con nghe rồi. Nhưng mà mẹ có nhất thiết phải vội như vậy không ạ? 20 mấy tuổi thì cứ chây ì. Định để lúc nào tôi xuống gặp ông bà tổ tiên cũng không biết đến mặt cháu ngoại hay sao? Thôi thôi, con xin mẹ, mai hết giờ làm con đi gặp người ta được chưa? Bà Mai thấy con gái xuống nước đồng ý thì trong lòng vui lắm, cũng không giận dỗi mà nhẹ nhàng với cô hơn. Con gái ngoan của mẹ phải thế chứ, giờ lên ngủ đi, mẹ không làm phiền nữa đâu. Chiều mai mẹ gửi địa điểm gặp gỡ của hai đứa cho con nhé. Vâng, mẹ ngủ ngon ạ. Khánh Hà lên lại gác xếp, nằm xuống tấm nệm rõ êm,
nhưng trong lòng thì như sóng cuộn. Thời đại nào rồi còn có kiểu đi xem mắt thế này nữa chứ. Mà cả cái người kia nữa, giới thiệu công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn mà không kiếm nổi bạn gái á, sao còn giống tôi, để rồi phải rơi vào hoàn cảnh đi xem mắt thế này. Không suy nghĩ thì thôi, nghĩ tới là đau đầu, có điều chăn trở mãi thì mệt người, vẫn là nên gạt bỏ qua một bên, cứ đợi đến chiều mai, tới đâu hay tới đó vậy. Hôm sau, Khánh Hà vẫn đi làm bình thường, cho đến khi chuẩn bị tan ca thì nhận được tin nhắn của bà Mai gửi đến. Đọc dòng tin kèm hình ảnh mà Khánh Hà chỉ biết cười lắc đầu. Địa điểm chọn trước thì thôi không nói, nhưng đến chỗ ngồi góc nào cũng được bà và cô Hòa sắp xếp luôn. Đã vậy còn thêm chi tiết nhận biết là một bông hoa hồng màu đỏ nữa chứ. Xem chừng mẹ cô rất mong ngóng cuộc gặp gỡ này thành công. Ngoài mặt đáp ứng yêu cầu của mẹ, nhưng trong lòng Khánh Hà chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, nên cô không để tâm tới quần áo tiểu tiết. Cô mặc nguyên bộ đồng phục của cơ quan, chỉ bỏ mỗi tên biển, rồi cứ thế đi đến gặp người mà mẹ và cô Hòa đã giới thiệu. Điểm hẹn là một quán cà phê sang trọng. Tuy vậy, Khánh Hà cũng không chịu tô chút son môi cho tươi tắn, còn cố tình làm cho tóc hơi rối. Chiếc áo sơ mi đang đóng thùng gọn gàng cũng bị cô kéo hẳn ra, buộc theo kiểu nghịch ngợm. Vào bên trong, Khánh Hà chậm bước, bắt đầu quan sát tìm xem vị trí mà mẹ mình gửi ở góc nào, thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh bông hoa hồng đỏ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn phía trước, cùng với người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Không lẽ đây chính là người mà mẹ và cô Hòa giới thiệu sao? Chắc không sai đâu, dấu hiệu nhận biết nằm chành ảnh giữa bàn thế kia thì lệch đi đâu được. Mà để chắc chắn hơn thì cứ hỏi thẳng người ta, mình chủ động trước cũng không hề gì. Nghĩ vậy, Khánh Hà liền một mạch đi đến trước mặt đối phương chào hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi. Ôi, cha mẹ ơi, sao mà đẹp trai thế? Trên đời còn có người đẹp trai thế này mà không kiếm được bạn gái ư? Liệu có gì nhầm lẫn không? Hay là đàn ông đẹp thời nay thì dành hết cho nhau rồi? Không thích yêu thôi, chứ độ mê trai đẹp thì miễn bàn. Thế nên mới chỉ hỏi được nửa chừng, liền bị vẻ đẹp nam tính của đối phương hút hồn. Mắt chữ O miệng chữ A, Khánh Hà đứng ngay ngốc người nhìn người ta không chớp mắt, cho đến khi nghe tiếng của đối phương vang lên hỏi thì cô mới ú ớ trả lời. Sao vậy? À, tôi đang tìm người. Cố gắng vớt vát lại chút thể diện, không để người ta nhìn ra vẻ mê trai của mình, Khánh Hà vội đứng thẳng người, hắng giọng cho bình thường, nói tiếp vào việc chính. Xin phép cho tôi hỏi, anh tên là Vũ phải không ạ? Là tôi. Chính tai nghe đối phương xác nhận mình tên Vũ thì Khánh Hà liền bỏ qua màn giới thiệu về bản thân mà làm luôn một tràng dài để đối phương biết khó mà lui. À thì chúng ta được hai bên người lớn giới thiệu gặp mặt, nhưng tôi nói trước, tôi thích kiểu đàn ông sáu múi, nhiều tiền, có nhà riêng, xe riêng, chứ tôi không thích kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu. Nếu anh có những điều kiện tốt nói trên thì chúng ta hẹn hò, còn không đáp ứng được thì chia tay trong vui vẻ đi. Bình thường, khi bị bất cứ đối tượng nào làm phiền hay cố ý tiếp cận mình thì Minh Vũ thường dùng hai cách để xử lý, nhẹ thì bơ đi, còn không hài lòng sẽ khiến cho người đó bẽ mặt. Nhưng không hiểu sao từ giây phút nhận ra Khánh Hà là cô gái tối qua ngồi đối diện anh ở quán bar và cũng là bạn của Hương Ly thì cũng có chút hứng thú. Hóa ra là đi xem mắt à? Không có ý phản bác lại câu nói một hơi dài của Khánh Hà, Minh Vũ cũng xem như bản thân đang ở hoàn cảnh xem mắt, hỏi ngược lại cô. Chồng cô cũng xinh xắn, mà chấp nhận đi xem mắt ư? Không phải là anh cũng giống tôi sao? Giống cô? Không đúng à? Rõ ràng anh có ngoại hình ưu tú mà vẫn tới đây xem mắt đấy thôi. Lần đầu Minh Vũ nói nhiều và dùng giọng điệu ôn hòa đối với một cô gái, không tỏ thái độ khó chịu mà còn pha chút hài hước. Tôi không giống cô. Ý anh là sao? Thì là ý cô đang nghĩ đấy. Không lẽ... Khánh Hà nhìn thẳng đối phương, lẩm bẩm hai từ không lẽ thì chẳng ai như Minh Vũ lại cười mỉm gật đầu, ám thị rằng đúng như những gì cô đang nghĩ đấy. Anh đến đây không phải đi xem mắt sao? Không phải. Chưa lúc nào, Khánh Hà lại cảm thấy cái giọng bình thản cùng với thái độ không màng thế sự lại đáng ghét tới như vậy. Rõ ràng là biết cô nhầm từ đầu mà không nỡ nói luôn, còn cố tình chọc cô, khiến cô thành trò hề nữa chứ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Hóa ra chỉ được cái đẹp mã, còn tâm hồn thì xấu xa. Nhưng sao vẫn thấy sai sai chỗ nào? Rõ ràng bông hồng còn nằm trên bàn làm ký hiệu, rồi tên Vũ cũng đúng nữa, sao có thể nhầm được? Hay là anh ta lại cố tình chọc mình đây? Sao thế? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Anh có đúng tên là Vũ không? Đúng. Và họ tên đầy đủ là Huỳnh Minh Vũ. Nhưng tôi không phải đối tượng xem mắt của cô. Thôi xong, lần thứ hai mất mặt, thế là nhầm nhỏ sang chồng trọt thật rồi. Khánh Hà xấu hổ lắm, nhưng vẫn cố hỏi Minh Vũ điều mình đang thắc mắc. Thật ngại quá, nhưng mà cho tôi hỏi, tại sao trên bàn anh lại đặt một bông hồng thế? Hay là anh cũng đi hẹn hò?
À, bông hồng này là vừa nãy tôi vừa mua ủng hộ cô bé bán hoa nên để tạm ở đây. Đừng nói là có ký hiệu nhận biết đối tượng xem mắt với cô đi nhé. Ôi! Khánh Hà cảm thán trong lòng, nhưng mắt lại lướt vội, tìm quanh các bàn trong này một lượt để xem. Suốt cuộc là đối tượng mà cô phải xem mắt đang ngồi ở đâu, thì bất ngờ thấy một người đàn ông ở bàn góc trái hướng cửa sổ, đứng lên nghe điện thoại để lộ ra bông hồng được cắm cẩn thận vào một cái lọ nhỏ xinh. Mà giờ cô mới để ý kỹ, góc ảnh mẹ cô chụp chính là góc đó. Không biết nên trách bản thân vội vàng, cẩu thả, hay là trách mẹ chỉ nói là người ta tên Vũ, hay là trách người đàn ông mà cô Hòa giới thiệu chọn ngồi cái hướng vô ý. Có mỗi bông hoa làm dấu lại che đi mất, hại cô thấy bông hồng nằm ngang trên bàn của người khác, lại tưởng đó mới chính là đối tượng mình cần gặp. Mà số cô cũng đen, hỏi đúng cái người tên Vũ mới ra nông nỗi này. Trời ơi, thực sự là mất mặt quá đi thôi. Khánh Hà lúc này chỉ ước được biến mất, hay là có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để trốn qua thế giới khác. Xấu hổ không để đâu cho hết. Vậy là từ nãy tới giờ cô giống như một trò hề sao? Làm sao mà cô có thể mạnh miệng nói người ta phải thế này thế kia chứ? Trời ơi là trời. Thế nhưng dù kêu trời than đất thì cũng không lấy lại được mặt mũi, vẫn là nên nói lời xin thông cảm với người bị nhầm cho phải phép. Đúng là ra đường bước chân trái mới gặp xui như vậy. Tôi xin lỗi anh, là tôi nhầm, có gì mong anh thông cảm nhé. Vậy à? Khi nãy tôi có nói gì không phải, mong anh đừng để bụng. Tiền nước anh uống tôi xin phép được thanh toán, coi như tôi thành tâm xin lỗi anh nha. Nói rồi Khánh Hà rút tờ 200 ngàn trong túi ra đặt trên bàn, rồi đi nhanh về hướng bàn có người đàn ông đang chờ cô tới để xem mắt mà không dám ngoảnh lại. Đã rút được kinh nghiệm nên lần này cô cẩn thận hơn, chủ động chào hỏi và giới thiệu bản thân luôn. Chào anh, tôi là Khánh Hà, người được cô Hòa giới thiệu tới gặp anh. Tôi là Đào Lưu Vũ, cháu họ của dì Hòa. Tôi ngồi đây đợi em khá lâu rồi. À, là do tôi có chút việc đột xuất nên mới tới trễ ít phút, mong là anh thông cảm ạ. Không nghĩ lần đầu gặp mặt mà em tới muộn như vậy, có vẻ là em không xem trọng cuộc gặp gỡ này thì phải. Đào Lưu Vũ, cái tên với dáng người không tới nỗi nào mà ăn nói khó nghe thế. Người ta không phải đến muộn mà là do nhầm lẫn. Nhưng dù là gì thì cô cũng lên tiếng mong thông cảm rồi mà, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt khó chịu. Mới là xem mắt chưa là gì mà đã thể hiện thái độ như thế này thì kết thúc cho nhanh, khỏi mất công dài dòng cho mệt. Nhưng suy đi tính lại, vì mối quan hệ giữa mẹ và cô Hòa nên Khánh Hà vẫn giữ thái độ lịch sự nói chuyện tiếp. Không phải đâu, là tôi có việc thật mà. Việc hẹn hò người lớn mà em coi thường quá. Lần đầu đã không xem trọng thế này thì sao có được thiện chí. Mà xem cách ăn mặc của em kìa, sao lại không đúng với những gì mà mẹ em và dì Hòa kể nhỉ? Đầu tóc cũng không được gọn gàng. Trong sự nhầm lẫn lại có cái may, đến muộn mấy phút mà lộ rõ ngay bộ mặt của tên đàn ông mất lịch sự. Đây là do anh ta không muốn nói chuyện đàng hoàng thì cũng đừng trách người khác không khách khí. Khánh Hà trước thái độ coi thường người khác của Lưu Vũ cũng thẳng thừng đáp trả lễ anh ta. Tôi không biết là anh Lưu Vũ đây lại là người mang phong cách chỉn chu và chuẩn chỉnh thời gian đến như vậy. Nếu đã không thể chấp nhận một người vô phép vô thường cầu thả như tôi thì chúng ta không cần phải nói chuyện tiếp đâu nhỉ. Người mắc lỗi thì nên nhận sai, nhưng cô em có thái độ kia là sao? Là tôi không cần thiết phải tiếp tục buổi xem mắt này nữa, chào anh. Cô đứng lại cho tôi. Thái độ mất lịch sự vừa rồi của anh đối với phụ nữ tôi còn chưa nói, giờ lại còn bộc lộ thêm cái tính gia trưởng nữa à? Muốn tôi đứng lại thì tôi phải đứng hay sao? Xin lỗi, tôi không phải người dưới trướng của anh. Cái tên đáng ghét, mới buổi đầu xem mắt đã tỏ thái độ phách lối gia trưởng, bình thường còn chưa ăn ai, lại còn đem vẻ mặt hách dịch này ra đối mặt với chị á, chị cho mất mặt luôn. Không thèm để ý nữa, Khánh Hà quay người rời đi, nhưng anh ta vẫn không nhận thấy mình vừa xử sự rất thô lỗ với cô, tiếp tục nói mấy lời không thể chấp nhận được. Tôi là vì nể dì Hòa mới tới đây gặp cô, nhưng cô không biết điều thế này thì nên tự thanh toán phần đồ uống của mình đi. Lại là một tên kẹt xỉ, số cô đúng là đen đủi thật chứ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, toàn cái thứ hãm tài không. Khánh Hà quay người nhìn kẻ đang vênh mặt thể hiện sự keo kiệt buồn xỉn của mình, thật sự không có chút cảm tình nào. Thứ đàn ông tính toán chi ly thế này ai mà lấy phải chắc khổ một đời. Đã vậy bà đây mất tiền thì sẽ uống hết, không thể lãng phí được. Khánh Hà nhìn cốc nước cam nhân viên nhà hàng vừa mới mang ra còn nguyên vị, cô cầm lên tu một hơi hết sạch rồi đặt đúng 50.000 trên bàn cùng với lời chọc tức đối phương. Xong rồi tôi đi nhé, không hẹn gặp lại. Cô họ hàng gì mà cô với cháu? Tôi không thừa tiền, cũng không mê trai tới nỗi mất thêm 50.000 cho kiểu người như anh đâu. Lớn rồi, tự làm lấy mà ăn. Khiến cho đối phương tức xì khói, Khánh Hà hả hê rời khỏi quán cà phê mà không biết tình huống vừa rồi của hai người đã được Huỳnh Minh Vũ ngồi góc bên kia chứng kiến hết. Thấy cô đi ra ngoài thì anh cũng đứng dậy theo sau luôn.
Một người đi lấy xe máy, còn người kia cũng tới chỗ đỗ xe ô tô của mình. Trùng hợp thế nào mà xe của hai người lại để gần nhau? Khánh Hà muốn ngó lơ đi, nhưng còn Huỳnh Minh Vũ lại lên tiếng trước. Có vẻ như buổi xem mắt của cô không được như ý nhỉ? Tự nhiên thấy ghét mấy người tên Vũ, mà đã ghét rồi, lại còn bị hỏi một câu nghe chướng lỗ tai, khiến Khánh Hà càng bực thêm. Chuyện không liên quan tới anh. Là do hai người có hơi gây sự chú ý, nên muốn bơ đi cũng không được. Ồ, nói như anh, thì là do lỗi của chúng tôi rồi. Vậy tôi xin lỗi đã vô tình làm phiền tới anh nhé. Tôi thành tâm như vậy đã hài lòng anh chưa? Hình như em không nhận ra tôi. Gì đây? Giờ lại còn có kiểu làm quen như này nữa. Có cần trơ mặt tới như vậy không? Một tên Lưu Vũ bùn xỉn hách dịch ra trường đã thấy ghét rồi, lại còn thêm một tên Minh Vũ xấu tính, mặt dày này nữa. Xin lỗi nhá, dù có đẹp trai đến mấy mà chị đã ghét rồi thì miễn bàn. Không thèm trả lời, Khánh Hà ném luôn ánh mắt hình viên đạn cho Minh Vũ. Nhưng anh trước thái độ này của cô lại không hề khó chịu, vẫn bình thản nói tiếp. Nhìn biểu hiện này, đúng là em không nhận ra tôi rồi. Mấy anh còn kiểu làm quen con gái khác mới hơn không? Trò này cũ rích rồi. Ý em là tôi đang cố tình tiếp cận em sao? Nếu không phải thì ngáng đường tôi làm gì? Hay là anh chính là con người nhỏ nhen, vẫn cố chấp nhặt chuyện trước khi tôi nhầm lẫn anh? Người đàn ông quyền lực, có biết bao nhiêu phụ nữ đẹp giàu có theo đuổi nhưng luôn phớt lờ. Vậy mà hôm nay lại để ý tới một cô gái có vẻ đanh đá. Có lẽ vì Khánh Hà đặc biệt, vì cô rất khác so với kiểu phụ nữ đã từng tiếp cận với anh. Minh Vũ chính là thích tính cách đanh đá nhưng rất cá tính này của cô. Không để ý trách cứ Khánh Hà nặng lời với mình từ nãy tới giờ, Minh Vũ vẫn thái độ ôn hòa, kiên trì nói chuyện, biểu cảm mà trước đó anh chưa từng thể hiện với người khác giới. Tôi không để tâm chuyện nhầm lẫn, nhưng em có vẻ ghét tôi thì phải. Tôi và anh không quen không biết, hỏi yêu với ghét làm gì? Chúng ta đã gặp nhau rồi. Xin lỗi, chắc là anh nhầm, chứ tôi không biết anh. Em có vẻ rất đề phòng người khác thì phải. Đó là biểu hiện tự nhiên khi đứng trước những kẻ lừa đảo. Em nhìn tôi giống kiểu người đó không? Hôm nay là ngày gì mà gặp phải toàn thành phần dở hơi thế này? Nói đến thế rồi mà mặt vẫn lì ra đứng chắn. Chị đây đúng là mê cái đẹp, nhưng không phải cứ trai đẹp là mê bất chấp. Mê thì cũng có giới hạn, và Khánh Hà đây không có kiểu mê muội tới ngu người, đánh mất lý trí đâu. Bực bội. Tôi không chỉ đích danh ai, nên phiền anh tránh đường cho tôi dắt xe xuống. Tôi là người tối qua, ngồi đối diện với em ở quán bar. Vẻ mặt đang tức giận, liền chuyển về trạng thái ngạc nhiên, Khánh Hà bấy giờ nhìn chằm chằm vào Minh Vũ. Không lẽ là quen thật? Còn biết tối qua mình ở quán bar, ngồi đối diện. Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa đi. Người ngồi đối diện với em ở quán bar tối qua là tôi. Em không nhớ thật sao? Là anh? Ừ. Nói như vậy, người này chính là anh họ của Hương Ly. Hóa ra người mà con bạn muốn làm mai cho mình là anh ta. Ôi, ông trời cũng thật khéo trêu ngươi. Sao lại để cho con rơi vào tình huống này cơ chứ? Đi không được, ở không xong, mà giờ xưng hô sao ta? Xưng em thì đâu có thân thiết, còn xưng tôi thì hơi mất lịch sự. Vì dẫu sao anh ta cũng là anh họ của bạn thân. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Khánh Hà bặm môi, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng cố làm ra vẻ tự nhiên nói chuyện với Minh Vũ. Xin lỗi anh nhé, tại hồi tối qua hơi ầm ĩ, anh lại ngồi ở vị trí thiếu ánh sáng, nên là em không nhìn rõ mặt. Nhưng mà giờ thì em biết anh là anh họ của Hương Ly rồi. Hai người là bạn thân phải không? Vâng, chúng em quen nhau cũng được gần 2 năm. Ly rất tốt tính ạ. Ừ, con bé cái gì cũng tốt, nhưng có một việc nhắc mãi không sửa được, là hay đem tôi đi bán và bêu xấu. Không biết con nói gì với em không? Nghe Minh Vũ hỏi câu này thì Khánh Hà bật cười. Đúng là cô em họ của anh có đem anh đi mai mối, nhưng tiếc là không thành công. Có điều việc này cô không kể ra, mà chỉ trả lời anh về thứ hai thôi. Ly bảo là anh khó gần khó tính, nhưng em thấy có vẻ không đúng lắm ạ. Không đúng là sao? Định nói Minh Vũ thêm cái tật xấu tính mặt dày, nhưng nghĩ lại thôi, vẫn nên khen bừa một câu để lấy cớ đi về cho sớm. À, thì em thấy anh không có khó tính, cũng không khó gần lại còn điển trai nữa. Nghe người khác khen mình nhiều rồi, nhưng Minh Vũ chưa bao giờ để tâm mà cũng không thấy vui. Nhưng lúc này nhận được lời không hẳn là khen của cô gái trước mặt thì anh lại nở nụ cười rất tươi. Bé Ly cũng kể về em rất nhiều, nhưng khi đó anh không biết người bạn mà nó hay nhắc tới là em. Xem ra chúng ta cũng là có duyên đúng không? Duyên cái con khỉ khô ấy. Chắc quen đi rắc thính nên tưởng Khánh Hà này dễ mắc câu hay sao? Xin lỗi nhá, không có dễ đâu. Rắc kiểu đậm chết người ấy chỉ khiến người ta sợ khiếp vía. Thêm nụ cười đẹp tựa như sao thì chị đây cũng bái bai. Đủ yêu tinh yêu quái không biết từ phương nào đến nữa. Em nói gì cơ? Nói to lên. À không, em là mắng thầm Ly nhiều chuyện, kể lể với anh chuyện của con gái nữa. Con bé nhiều lúc đúng là lắm chuyện,
nhưng chỉ lắm chuyện khi kể về em thôi. Ly nói là em khó tính, hay cằn nhằn như bà già, là hay la mắng nó đúng không ạ? Đúng là nó có tố cáo em hay cằn nhằn, nhưng mà khen em cũng nhiều. Vậy ạ? Chắc Ly nó kiếm câu chuyện làm quà với anh đấy. Lần sau nó kể lể gì anh cứ để ngoài tai thôi. Nói tới đây, Khánh Hà cố ý xem giờ trên điện thoại rồi lấy cớ rời đi. Lát nữa em còn có việc nên em xin phép về trước, hẹn gặp anh khi khác nhé. Vậy em về cẩn thận nha. Vâng, chào anh ạ. Một buổi chiều sóng gió, cuối cùng cũng về đến khu trọ rồi. Đúng là không đâu thoải mái bằng nơi ở của mình. Dù chỉ là căn phòng trọ nhỏ thì vẫn là tổ ấm tự do của mẹ con cô. Tháo giày để gọn gàng, Khánh Hà đi thẳng lên gác xếp, định nằm ngả lưng, nhưng nghĩ tới việc quan trọng sắp tới thì liền ngồi dậy. Ngày mốt là tới hạn nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thiết kế của công ty SAM, nên Khánh Hà luôn bám sát cơ hội hiếm hoi này. Nâng niu bộ hồ sơ, Khánh Hà miệng lẩm bẩm xin ông trời chiếu cố tới cô, giúp cô hoàn thành ước mơ bấy lâu ấp ủ, cho cô được làm đúng ngành nghề, trở thành nhà thiết kế trang sức chính của SAM. Ngày còn đi học, Khánh Hà luôn là niềm tự hào của mẹ, thì sau khi ra trường, cô mong mình sẽ là chỗ dựa vững chắc của bà, bởi những năm tháng trước đây mẹ cô đã quá khổ rồi. Hồi tưởng về quá khứ, trong ký ức tuổi thơ là những bữa cơm chan chứa nước mắt, lý do không phải bị đói mà vì mẹ con cô bị chính nhà nội hắt hủi, không biết bao lần họ muốn đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Nhưng dù cho họ có đối xử tàn nhẫn thế nào thì mẹ cũng cắn răng chịu đựng, bà chấp nhận từ bỏ căn nhà chính, không muốn tranh giành, chọn lựa dọn ở trong căn nhà nhỏ tồi tàn góc cuối vườn, chỉ để có chỗ tránh nắng mưa giúp cô an tâm đi học. Có lẽ khi đó rất nhiều người chỉ trích mẹ cô sống nhu nhược, không dám từ bỏ cuộc sống như địa ngục, để rồi làm khổ cả con gái. Và chính bản thân Khánh Hà lúc đấy rất muốn tránh xa mấy người nhà độc ác, không có chút tình người, bởi vì cô suy nghĩ rất đơn giản, mà không đơn giản sao được so với trí óc của cô bé mới chỉ 6-7 tuổi. Dẫu có thông minh khôn lanh thế nào thì tâm hồn vẫn cứ là một đứa trẻ, lấy đâu ra sự trải đời mà đắn đo. Nhìn gia đình bạn bè vui vẻ, còn khi về nhà mình chỉ toàn nghe những tiếng mắng nhiếc của các cô các bác, không thì cũng là tiếng quát nạt của bà nội. Nhưng theo thời gian, sự trưởng thành lớn dần, thấm nhuần theo những bài học đạo đức về con người, Khánh Hà mới hiểu hết nỗi khổ và sự hy sinh của mẹ. Câu hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình chính là để ca ngợi, ghi nhớ công lao to lớn của những người mẹ như bà, sống hết lòng vì con cái, chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ mong con có tương lai. Còn nhớ có một buổi chiều, Khánh Hà đi học về sớm, cô đã chính tai nghe được mẹ nói chuyện với bác hàng xóm, hai người nói rất nhiều và cô cũng nghe hiểu rất nhiều. Song những lời chân tình, dốc hết ruột gan của bà về sau mới làm cô khắc cốt ghi tâm. Có lẽ suốt cả cuộc đời, Khánh Hà cũng không bao giờ quên được, bởi đó chính là động lực giúp cô phấn đấu tốt lên từng ngày sau này. Nếu chỉ có một mình, em sẽ không ngần ngại mà bỏ đi đâu. Nhưng giờ có bé Hà, nó là tất cả đối với em, nên em sẽ chọn cách an toàn để con bé được học hành nên người. Còn lựa chọn bỏ đi, mang theo con bé tha phương cầu thực, chưa chắc đã phải là cách tốt. Bởi nếu không kiếm được công việc suôn sẻ, không có chỗ dung thân tử tế, còn chưa kể sức khỏe nay mai ốm đau, tiền bạc khi đó vay mượn ở đâu. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em chấp nhận hết chua xót, chấp nhận người ta đối xử tệ bạc, cũng nhất định không đưa con bé đi lang thang, không để nó thất học. Thời chúng ta đã thiệt thòi do thiếu thốn nhiều thứ, nhưng thế hệ sau này thì khác, mọi thứ chạy đua với sự phát triển của thế giới. Nên khi bản thân em không cho con bé được điều kiện tốt như người ta, thì nhất định phải trang bị cho con kiến thức và lối sống tốt. Đó chính là hành trang để con bé tự tin bước vào đời sau này. Càng thấu hiểu sự hy sinh nỗi lòng của mẹ thì Khánh Hà càng tận lực cố gắng phát huy trong học tập. Ở trường là trò giỏi, về nhà làm con ngoan, và niềm vui của mẹ khi đó là kết quả học tập của cô. Vậy nên bao nhiêu năm cắp sách tới trường là có bấy nhiêu giấy khen phần thưởng. Trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn, không có gì quý giá hơn những tấm giấy khen mà cô nhận được. Mẹ bảo, đối với mẹ, cô không chỉ là động lực sống mà còn là niềm tự hào lớn lao của bà. Giá như cuộc sống chỉ có hai mẹ con thôi thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc, song cuộc đời thường lắm nỗi trái ngang, người thân ruột thịt lại không bằng người dưng nước lã. Trong ký ức, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nhưng điều khiến cho một đứa bé mới 6 tuổi vẫn nhớ như in là những trận đòn roi vô lý từ người bố bội bạc đánh lên người mẹ tần tảo của mình. Rõ ràng là người mang danh bố đã bỏ rơi mẹ con cô trước, ông ta công khai gian díu bên ngoài từ khi mẹ cô mang thai. Những tưởng sự nhẫn nhịn cho qua của mẹ thì người bố đó sẽ hối cải, nhưng tiếc rằng đến ngày cô chào đời, ông ta cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Người đàn ông vô trách nhiệm đó chỉ xuất hiện khi hết tiền,
và nếu không kiếm được đồng nào từ mẹ thì nhẫn tâm đánh đập bà không chút thương tiếc, coi bà như bao cát mà ra sức giày xéo, không được nhìn nhận là con đã là một nỗi tủi thân lớn lao, vậy mà ông ta còn nỡ ra tay đánh cả đứa trẻ ngây thơ vô tội là cô. Người ta thường bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông ta còn chẳng đáng để so sánh bằng con vật. Một lời hỏi han, một cái nhìn bình thường của ông ta đối với cô ngày đó chính là điều xa xỉ, nên cô chưa bao giờ nghĩ tới việc được ông ta ôm ấp hay cưng nựng giống như những bạn trẻ hàng xóm. Trong ký ức chỉ có duy nhất hình ảnh của mẹ và không có chỗ nào cho người bố bụi bạc ấy. Ông ta không phải người bố tốt như bao người bố khác, mà chính xác là kẻ không có tình người, một con quỷ ác độc, hành hạ người vợ đã từng đầu ấp má kề không chút áy náy, và cũng chính ông ta cướp hết số tiền mẹ dành dụm được để đóng học cho cô, rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại. Cũng kể từ đó cho đến lúc cô hoàn thành xong đại học thì ông ta chưa về lại một lần. Những tưởng bao đắng cay tủi phận từng đó là đủ rồi, nhưng không ngờ cái ngày cô vừa nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày mà hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà. Khánh Hà còn nhớ rất rõ, chính bà nội là người cầm giấy tờ nhà đất rồi chỉ tay thẳng vào mặt mẹ con cô nói lời cay nghiệt. Nhà này là của tao, cái thứ hãm tài ăn bám như chúng mày nên cút khỏi đây, để tao đón vợ con mới của thằng Khâm về ở. Cái thứ đàn bà đẻ ra vịt rời thì chỉ là cái đồ ăn hại, cháu trai mới là con cháu của nhà này. Mười mấy năm có mặt trên đời, sống không tệ bạc nhưng lại chưa từng được người ta nhận là con cháu. Khánh Hà buồn cho mình một thì xót cho mẹ mười, nhìn cảnh một nhà bốn người họ kéo nhau vào mà cô càng căm hận người là bố kia. Không chỉ có một đứa con trai nhỏ tuổi mà còn có đứa con gái ngang tuổi của cô. Ông ta đúng là kẻ không ra gì, cùng lúc khiến hai người phụ nữ mang thai, nhưng tủi phận chỉ mình mẹ cô nhận. Người ta vẫn thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng hay nhà nội, hai chữ thật gần gũi và cũng là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ khi về làm dâu. Nhưng cuộc đời mẹ cô giống như thân trâu ngựa, bị mấy người mang danh hai chữ nhà nội ấy giày xéo, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ sống tệ bạc đó đâu, thà gọi người dưng là bố cũng không bao giờ gọi kẻ phản bội thất đức là cha. Hà ơi, con về rồi đấy à? Hà ơi, Hà! Khánh Hà ở trên gác xếp vẫn chìm đắm trong ký ức đau thương của hai mẹ con, nên không nghe thấy tiếng bà Mai gọi ở dưới. Phải tới câu thứ ba thì cô mới giật mình, vội vàng ngó xuống trả lời. Con đây, con ở trên này. Làm cái gì mà mẹ gọi mấy câu mới thưa thế hả? Con đang dở chút việc, lát con xuống ạ. Nhanh rồi xuống mẹ hỏi chuyện nhá. Vâng. Biết mẹ muốn nói chuyện gì, nên Khánh Hà mau chóng cất gọn đồ đạc rồi đi xuống dưới nhà. Cô cũng thành khẩn khai báo kết quả của gặp gỡ hôm nay. Mẹ ơi, con với cháu của cô Hòa là không thể. Chúng con không hợp nhau đâu mẹ ạ. Người ta hình thức lẫn công việc đều ổn, mà con còn chê à? Con không chê hình thức, càng không có ý kiến về công việc. Cái con không chấp nhận được là tính cách của anh ta mẹ ạ. Đàn ông mà có tính khắt khe, ki bo lại còn gia trưởng, thì mẹ bảo là con làm sao mà dám tiến tới chứ. Cậu ta là người như vậy sao? Con gái mẹ nói mà mẹ không tin sao? Được rồi, nếu đúng cậu ta là người như vậy thì thôi, để từ từ mẹ kiếm người hiền lành tốt tính cho con. Tưởng nghe xong câu chuyện như vậy mẹ Mai sẽ thôi ý định, ai ngờ bà vẫn còn muốn mai mối tiếp, thì Khánh Hạ vội vàng mang dự định sắp tới ra làm lá chắn. Mẹ, mẹ có thể tạm dừng chuyện này một thời gian không? Con đang tập trung vào sự nghiệp mơ ước. Nếu lần này con không trúng tuyển vào công ty SAM thì con không xin mẹ nữa. Con hứa sẽ chú tâm vào chuyện lấy chồng ạ. Con vẫn còn muốn tiếp tục ước mơ làm nhà thiết kế sao? Hơn một năm qua bị từ chối rồi chứ không phải một hai tháng đâu. Mẹ, mẹ là người hiểu con nhất mà. Công việc hiện tại chỉ là làm tạm thời trong lúc chúng ta chân ướt chân ráo vào đây. Muốn nuôi ước mơ cần phải có kinh phí và sự kiên trì nhẫn nại, nên con sẵn sàng chờ đợi. Con không sợ thanh xuân qua đi, chỉ lo không báo đáp được ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ. Mẹ đã nhẫn nhịn hy sinh vì tương lai của con thì con sẽ khiến mẹ tự hào, giống như ngày con còn đi học vậy. Từ ngày đặt chân tới mảnh đất Sài Thành này, bà Mai đã hoàn toàn vứt bỏ lại quá khứ để vun vén hiện tại, vui vẻ cùng với con gái. Cũng hiểu hơn một năm qua Khánh Hà đã vất vả nuôi dưỡng cho ước mơ thiết kế của mình tới thế nào. Chỉ là đi đôi với sự kiên trì cũng có không ít thất bại. Không phải là con gái bà không cố gắng, cũng không phải tài năng kém cỏi, chỉ là sự cố gắng ấy chưa gặp dịp gặp thời. Thôi thì làm mẹ nên cổ vũ khi con có quyết tâm cao. Thêm vài lần nữa, nếu không may mắn mà còn thất bại thì cũng không còn lăn tăn áy náy vì đã làm hết sức rồi. Mẹ không giục con lấy chồng nữa, tập trung vào ước mơ của mình đi. Mẹ ở đằng sau cổ vũ cho con. Con cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng hết mình ạ. Ừ,
Tâm lý của một người mẹ khi có con gái đến tuổi xây dựng gia đình mà vẫn dửng dưng thì có lẽ ai rơi vào vị trí của bà Mai cũng chung một nỗi lo. Tuy nhiên song hành với hạnh phúc của con cái thì sự nghiệp cũng quan trọng không kém. Ở bất cứ thời đại nào, người phụ nữ và nam giới đều có quyền bình đẳng, tự do thể hiện tài năng và phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Hiểu được mong muốn của con gái cũng là ước nguyện của bản thân thời tuổi trẻ, nên bà Mai tiếp tục đồng hành cùng con trên đoạn đường sắp tới. Khánh Hà không bị mẹ giục chuyện chồng con nữa thì thở phào nhẹ nhõm, sẵn tâm trạng vui vẻ liền gọi bạn thân khoe. Bên này Hà vui mừng muốn nhảy nhót thì bên kia Ly đáp lại với giọng còn ngái ngủ. Alo, giờ nào mà còn ngủ thế? Thì nay đi về mệt quá nên ngủ. Dậy qua tôi ăn cơm không? Nay Bu Mai nấu món ốc chuối đậu đấy. Yêu nhất Bu Mai của tao, đợi tí sang liền. Tỉnh ngủ nhanh thế? Cứ có ăn là tỉnh nhá. Có chuyện vui kể nữa đấy. Phút mốt có mặt nha. Khánh Hà biết thừa cái phút mốt của bạn thân, kiểu gì cũng phải nửa tiếng mới qua tới đây. Gì chứ, khâu trang điểm là cứ phải mất 15-20 phút. Trong khi chờ đợi, Khánh Hà cũng đi tắm, rồi sau đó vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn. Được cái Khánh Hà học lỏm rất nhanh, chỉ cần nhìn bà Mai làm 1-2 lần là cô biết nấu, sơ sơ cũng được vài món, nên sau này có thể cơm dẻo canh ngọt cho chồng con, chắc không đến nỗi bị đuổi về nơi sản xuất đâu. Hà vừa dọn cơm, vừa bông đùa với bà Mai. Mẹ ơi, con thấy không cần học nhiều đâu, biết nấy món là đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi. Nấu dở như hạch mà bảo là đủ tiêu chuẩn, các cô bây giờ lười biếng lắm, hơi tí là đi mua đồ ăn sẵn thôi. Nhiều khi nhỡ nhàng thì cũng phải mua chứ ạ. Đôi khi, thi thoảng còn được, chứ con gái lấy chồng rồi thì nên quan tâm tới dạ dày của đàn ông. Con nghe câu tình yêu của người đàn ông là đi qua dạ dày chưa? Muốn họ nhớ họ yêu mình thì ngược lại, bản thân cũng phải đáp lại họ cho xứng chứ. Nghe giai điệu quen quen, mẹ cô chính xác là chuẩn bị giảng cho một bài dài dài như trường ca sông Lô. Nghe kiểu này chắc khỏi ăn cơm luôn, nên Hà vội mang con bạn thân ra làm bia đỡ đạn. Mẹ ra ngoài đợi bé Ly đi, con dọn nốt là xong. Con Ly qua ăn cơm à? Vâng, chắc là cũng sắp qua rồi đấy mẹ ạ. Bà Mai nghe vậy, liền gật đầu đi ra ngoài bàn uống nước ngồi, thì lúc sau nghe tiếng xe máy của Ly tiến vào. Lần nào đến cũng vậy, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng léo nhéo từ bên ngoài. Bu ơi, mùi thơm bay tận tới nhà con, nên là con chạy ngay sang đây ăn trực đấy ạ. Cha bố cô, chỉ được cái khéo miệng thôi. Ôi, ngon quá Bu ạ. Ngon thì mau ngồi xuống đi, Hà xong chưa, ra ăn đi con. Con lấy canh là xong. Nhìn bát canh chua hấp dẫn mà Khánh Hà vừa đặt xuống, khiến Ly không cưỡng lại được mà hét lên. Uầy, trông ngon thế. Chuyện, Khánh Hà đã ra tay thì gạo xay ra cám nhá. Bà nấu á, điêu vừa thôi. Thực ra là có Bu hỗ trợ, nhưng phần chủ yếu là tôi bỏ gia vị đấy. Thôi đi chị ơi, đừng có tranh công của Bu Mai tôi. Không tin hỏi Bu thì biết. Tôi không tin, ngon thế này chỉ có Bu tôi nấu thôi. Mà nhất là món ốc chuối đậu của Bu nữa, cứ gọi là đẳng cấp luôn. Bữa nào có Ly qua ăn cơm cùng là bữa đó rộn cả nhà lên, cái miệng không để mọc da non, hót như chim ấy. Nhưng chính kiểu nói như súng liên thanh của con bạn lại khiến mẹ cô cười vui vẻ. Cũng vì cái tính hài hước này của nó mà mẹ Mai lại càng quý mến. Dường như một tuần, hai lần bà gọi Ly qua ăn cơm, chỉ cần Ly nói thích ăn món nào là hôm sau y như rằng mẹ cô mua về nấu liền. Nhiều lúc cô đùa mẹ chiều Ly hơn cả mình thì có hai người nào đó cười thích chí. Bữa nay cũng vậy, một già một trẻ, có mỗi chủ đề về ẩm thực mà bàn luận mãi không hết, phải đến khi Ly có điện thoại gọi tới mới cắt được câu chuyện dài tập này. Người già thường ăn ít nên bà Mai đứng dậy trước, thấy Ly vẫn đang nói chuyện điện thoại thì bà quay ra dặn dò Khánh Hà. Hai đứa ăn xong, dọn dẹp cho mẹ nhé, mẹ ra bán hàng tiếp. Tập này có mấy người mua đâu mẹ, mẹ đóng quán rồi về nghỉ ngơi cho khỏe. Ở nhà cũng buồn chân buồn tay, ra ngoài chuyện trò với mấy cô mấy bác cho đỡ buồn, bán được ít nào hay ít đó. Vậy thì mẹ bán tới 9 giờ thôi nhé. Không cần lo cho mẹ đâu, mẹ ở ngay ngoài ngõ chứ đi đâu xa. Hai đứa dọn xong cứ đi chơi cho khuây khỏa. Vâng ạ. Bà Mai thời gian đầu vào đây là theo mấy cô ở trọ đi bán hoa quả. Sau tích được ít vốn thì mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ ngay đầu xóm trọ. Cũng may chủ nhà tốt bụng tạo điều kiện giúp đỡ. Căn phòng đầu không sử dụng đến liền cho bà thuê lại với giá rẻ. Bà Mai mở tiệm tạp hóa chủ yếu bán cho những người dân lao động ở quanh đây. Khu này có rất nhiều nhà trọ mà hầu hết toàn là công nhân từ phương xa tới đây làm ăn, nhiều hoàn cảnh cũng đáng thương lắm. Như gia đình ông Sơn dắt díu nhau từ Hải Dương vào đây, làm bao nhiêu năm mà vẫn nghèo hoàn nghèo chỉ vì bệnh tật đeo bám. Còn ngay sát cạnh tạp hóa của bà có mẹ con bà Hòa bán hàng ăn sáng, dù mức độ kiếm tiền khá nhất xóm trọ này, nhưng bà ấy lại không may mắn như những gia đình khác.
Con trai bà Hòa thuộc hàng nghịch ngợm, nó không biết thương bà thức khuya dậy sớm, vất vả mưu sinh mà chỉ biết ném tiền vào các cuộc đỏ đen, kiếm bao nhiêu cũng không đủ cho nó phá. Bức quá bà cũng không còn cách nào khác, đành báo người bắt giam con. Dù rất đau lòng vì nó là đứa con trai duy nhất, nhưng nếu không cứu nó khi còn cơ hội mà để nó trượt dài trên vết xe này, thì có lẽ bà sẽ mất nó mãi mãi. Thôi thì đau một lần rồi thôi. Đó chỉ là điển hình một vài gia đình mà bà biết. Quanh khu trọ còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương nữa. Mỗi hoàn cảnh là một số phận không ai giống ai. Muốn giúp đỡ mà lực bất tòng tâm. Lúc này ở trong phòng trọ, Khánh Hà cầm cây chổi lau nhà, còn Ly nhận nhiệm vụ rửa bát. Vừa làm, Khánh Hà vừa kể cho bạn thân nghe về việc mẹ không bắt cô đi xem mắt nữa, thì Ly cười phá lên. Sướng nhá, tớ lại được tự do nhỉ? Ừ, đúng là sướng thật, nhưng mà tôi cũng hơi lo. Lo gì? Cứ không phải lấy chồng là vui nhất. Người ta nói lấy chồng đeo gông vào cổ, nên tôi chẳng dạy gì mà đeo vào cho mệt. Gớm, đừng có nói to. Giờ chưa dính phải bùa yêu thôi, chưa dính vào rồi á, có khi lại dứt ra không được. Có nghe câu bị con đũy tình yêu nó quật cho chưa? Nghe dân tình giới trẻ kháo nhau rằng nếu bị nó quật thì chỉ có tơi tả thôi. Chẳng mấy khi thấy Khánh Hà nói mấy câu kiểu này khiến Ly được dịp cười ngoác miệng. Bà hôm nay cũng hài hước nhờ. Tôi sẵn sàng chờ đây, xem con đũy tình yêu nó quật tơi tả như nào. Nếu làm tôi tàn như sơ mướp thì tôi nguyện gọi bà là chị. Rồi cứ cười đi, đến lúc bị quật cấm có nuốt lời. Còn lâu nhá. Nhìn con bạn cười nghiêng ngả, làm Khánh Hà cũng bật cười theo. Không biết cái kiểu vô tư này mà dính phải mùa yêu thì có biểu hiện gì nữa, lúc nào cũng cả tâng cả tâng. Đang nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi đang nghĩ kiểu tưng tửng của bà, mà gặp phải soái ca nghiêm túc thì sao nhở? Tôi mà thèm thích kiểu người cậy răng cả ngày không nói một tiếng á. Xin lỗi, không có mùa xuân đấy đâu. Một ông anh họ lầm lì tôi đã chán ngấy rồi. Nói chán ngấy mà miệng lúc nào cũng nhắc tới anh ta làm gì? Ờ, thì chỉ ghét anh ta cái tội nói ít mặt lầm lì. Nhưng ngoài hai nhược điểm ấy thì anh họ tôi cái gì cũng xuất sắc. Nói thật chứ, bên cạnh anh ấy á, gái cứ gọi là mua theo hàng ấy. Đúng rồi, cái người có mặt tiền ăn đứt người khác, lại thêm miệng dẻo rắc thính tùm lum thì trả gái theo từng hàng. Nói đến là ghét. Cơ mà Khánh Hà không kể chuyện hôm qua mình gặp Minh Vũ ở quán cà phê cho Ly nghe. Tốt nhất cứ giấu nhẹm đi được ngày nào hay ngày ấy, không mất công con bạn nhiều chuyện lại mai mối phiền phức. Không muốn nhắc tới cái người tẻ ngắt ấy nữa, nên Hà chuyển sang chuyện khác. Dọn dẹp xong đi đâu nhỉ? Uống trà đá, ngắm giai đẹp. Lắm chuyện, vừa bảo không muốn đeo gông vào cổ, lại còn nói đi ngắm giai à? Ơ hay cái bà này, ngắm giai đẹp thì ai mà chẳng thích, còn chỗ muốn đeo gông hay không thì lại ở phạm trù khác, hiểu chưa? Chịu bà luôn ấy. Chịu gì? Lên thay quần áo nhanh đi, tôi chở đi lượn vài vòng. Được rồi, đợi chút. Giữa hai người từ khi quen nhau tới giờ vẫn luôn hài hước, tếu táo như vậy, chuyện gì cũng có thể giải bày tâm sự. Chỉ có duy nhất chuyện Khánh Hà ước mơ trở thành nhà thiết kế chính của SAM là cô chưa kể với Ly. Không phải là Khánh Hà cố tình làm ra vẻ bí mật giấu giếm, chỉ là do trước khi quen Ly, cô đã từng thất bại tới 2 lần. Sau có cơ hội thử lần thứ 3 thì kết quả vẫn giống như lần 1. Cho nên Khánh Hà chính là sợ vận xui xẻo của mình làm ảnh hưởng tới bạn. Bản thân vốn là một quá khứ buồn nên sống nội tâm đã thuộc về bản năng. Một cô gái với nhiều nỗi lo thì với sự việc không vui, không may này, cô sẽ chọn giấu kín. Nhớ lại thời gian mới vào Sài Gòn, khi đó mới được 1 tháng, nghe có thông tin tuyển dụng vị trí thiết kế trang sức của công ty SAM thì Khánh Hà cũng mạnh dạn gửi hồ sơ tham dự. Tiếc rằng cô thất bại ngay ở vòng đầu với lý do mẫu thiết kế không đặc sắc. Lần thứ 2, bên họ tuyển bổ sung, Khánh Hà tiếp tục tham gia. Tuy nhiên vận may của cô vẫn không tới, thất bại do thiếu tinh tế. Không nản lòng, Hà kiên trì đợi dịp tuyển bổ sung tiếp theo. Lần thứ 3, Khánh Hà cầm hồ sơ tới công ty với tâm thế tràn đầy tự tin. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã không còn vẻ tự tin đó nữa, bởi kết quả cô nhận được giống với 2 lần trước. Người ta nói quá tam ba bận, nhưng Khánh Hà tới lần thứ 3 vẫn thất bại. Bản thân khi còn là sinh viên cũng từng tham gia vài cuộc thi có quy mô nhỏ và vừa, được giám khảo đánh giá rất tích cực. Vậy mà khi cô gửi hồ sơ vào SAM thì bị loại ngay vòng đầu, có lẽ do bản thân vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Sau 3 lần bị thất bại, cộng thêm việc bắt buộc phải thích nghi với cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn tại thời điểm đó, khiến Khánh Hà phải đưa ra lựa chọn tạm gác lại ước mơ, nhanh chóng tìm một công việc giải quyết khó khăn trước mắt. Khánh Hà sau đó gửi hồ sơ xin làm nhân viên bán hàng cho một công ty bán đồ nội thất. May mắn cô được nhận vào làm với mức lương kha khá và bên họ còn thưởng thêm nếu hiệu suất bán hàng tốt. Từ đó, Hà chú tâm vào công việc bán hàng để có nguồn thu nhập, giúp hai mẹ con ổn định cuộc sống ở nơi xa lạ này. Sang năm thứ 2, kinh tế tạm ổn,
chỗ ở cũng ổn định. Có thời gian, Khánh Hà tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, không ngừng học hỏi sáng tạo. Khánh Hà dồn hết tâm huyết, cho ra 2 mẫu thiết kế tâm đắc nhất và đợi dịp đến SAM thông báo tuyển dụng, liền gửi hồ sơ tham gia. Thế nhưng thần may mắn lần nữa bỏ quên cô. 2 lần sau này, Khánh Hà đều bị loại với lý do rất lãng xẹt. 5 lần thử sức là 5 lần nhận về kết quả thất bại. Liệu rằng có buồn có thất vọng hay không? Buồn chứ, buồn rất nhiều là đằng khác. Thậm chí khi đó Hà còn có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Giây phút ấy thật tệ hại. Tuy nhiên có một số người khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc ấy lại có sức sống mãnh liệt, khát khao cũng mãnh liệt. Và Khánh Hà chính là mẫu người điển hình đó. Cô sống có hoài bão, có ước mơ, khát khao trở thành người phụ nữ thành công trong xã hội. Bởi trong quá khứ đầy ắp nỗi đau kia đã nuôi dưỡng, hình thành nên một Khánh Hà không dễ gì bị đánh gục. Cô luôn tự nhủ, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Vậy nên đừng vội nản lòng, cũng đừng gục ngã, mà hãy biến nỗi thất vọng thành niềm hy vọng, biến thất bại thành động lực phấn đấu cho bước tiến sau này. Khánh Hà với niềm tin vào bản thân, bỏ lại những muộn phiền thất bại, xem đó là kinh nghiệm để tiếp tục con đường biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời điểm, mỗi khó khăn, thấm nhuần chân lý đó, nên Khánh Hà luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống biến cố nếu có. Hà ơi, bà ngủ trên đấy đấy à? Thay mỗi bộ quần áo mà cũng lề mề. Dạo này bản thân hay nhạy cảm, chắc do có chút căng thẳng với công việc sắp tới, nên vạ đâu Hà cũng ngồi suy nghĩ lan man, phải đến khi nghe tiếng con bạn hét ầm lên, cô mới giật mình quay về thực tại. Xuống đây, xuống đây! Cứ hay mắng người ta lề mề, mà mình thì như con rùa ấy. Gớm, đợi có một xíu mà đã la làng lên rồi, giờ mà có dai nào bảo đợi, chắc đến mai cũng không có ý kiến nhỉ? Cái đấy là nó đúng, dai đẹp phải khác cái ế chứ. Ơ, dám rủ tôi ế à? Muốn không ế thì mau lên xe, chị chở đến chỗ thoát ế. Không ai như con bạn mồm mép này, bản thân cũng giống cô mà lúc nào cũng thích làm bà mai cho người khác. Được rồi, để xem cái chỗ thoát ế là chỗ nào. Nhớ đi đúng địa điểm đấy, sai thì chị cho ăn đòn. Yên tâm, chị sẽ chở tới đúng nơi, ngồi cho chắc vào nhá. Nói còn chưa dứt lời là thấy con bạn rồ ga cái vèo khiến cô hết hồn, vội la làng lên. Phóng nhanh thế, tôi muốn rớt cả tim ra ngoài đây này. Bà ngồi đằng sau cảm giác thế thôi, chứ tôi đi tốc độ trung bình mà. Đi như bay mà bảo trung bình, ở đâu ra cái tốc độ lạ thế, chậm chậm lại chút đi. Đúng là cái đồ nhát chết. Cứ chậm lại một chút nữa cho an toàn, không lo bị phạt. Vâng, em chậm đây. Miệng nói chậm đây, nhưng Ly vẫn giữ vận tốc trên 60 km/h, mà đoạn đường này đâu cho phép đi quá tốc độ như vậy. Cô đi kiểu này chắc bị kêu lại quá. Mà Khánh Hà thì không hề muốn gặp các anh công an giao thông tí nào, nên tiếp tục nhắc nhở bản thân. Có điều, Hương Ly bữa nay như bị lên đồng, cứ nhấn ga bay bay, đã thế còn hét to lên bảo. Nếu giờ mà có anh cảnh sát giao thông đô con ngon dai, đứng ra vẫy xe lại bắt phạt, thì chị đây cũng xin tình nguyện theo luôn. Bà đừng có mà dại miệng, từ từ thôi. Thôi xong, còn chưa được tới 5 phút, thì ông trời đã giúp con bạn thực hiện nguyện vọng rồi. Đúng như mong ước, có một anh cảnh sát giao thông đô con ngon dai, đứng ra tuyết còi rất nghiêm túc. Quả này thì xong con ong rồi. Khánh Hà lầm bầm, kéo vào eo của Ly một cái rõ đau. Đấy, trai đẹp đô con ngon dai đấy. Giờ người ta vẫy vào lề đường rồi, lau mà trình bày đi. Không phải sợ, để im tôi xử lý cho. Sau khi cho xe tấp vào lề đường, anh cảnh sát giao thông chào theo quân lệnh, nghiêm túc nêu lý do sai phạm của 2 đứa. Trước lỗi sai rõ ràng, đương nhiên Khánh Hà im lặng phối hợp. Về phần Hương Ly lúc nãy, mạnh miệng bảo để mình xử lý, mà không hiểu sao từ lúc đối mặt với anh cảnh sát giao thông lại như bị điểm huyệt. Anh ấy bảo đưa giấy tờ để kiểm tra, mà nó cứ ngây ngốc nhìn người ta, nhắc tới 2 lần vẫn cứ đứng im như phỗng. Thấy vậy, Hà vội huých tay Ly mấy cái, thì bây giờ nó mới hoàn hồn. Dạ. Mời cô đưa ra giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. À, vâng. Hương Ly trả lời, rồi vội vàng mở ví, lấy giấy tờ xe cùng với bằng lái đưa cho anh cảnh sát giao thông. Xong mắt nó lại dán lên người người ta, nhưng chỉ giây sau liền nhận được lời nhắc nhở nghiêm nghị. Cô theo tôi qua bên kia làm việc. Dạ. Hai người họ bắt đầu di chuyển, thì Khánh Hà cũng đi theo sau, nhưng trong đầu toàn là thắc mắc và khó hiểu. Không biết làm sao mà con bạn miệng lưỡi của mình tự nhiên lại hiền dịu đột xuất, cũng không tỏ vẻ tiếc tiền khi sắp bị phạt. Bình thường với tính cách láu cá liến thoáng của nó, thì dù biết mười mươi kết quả sai phạm thì vẫn cố nài nỉ xin xỏ ý, ôi chán chê mới thôi. Nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn như em bé thì lạ thật. Vẫn trong trạng thái đầy thắc mắc, thì Khánh Hà tiếp tục được nghe giọng điệu ngọt hơn mía lùi của bản thân khi trả lời anh cảnh sát giao thông nhắc nhở. Cô ký vào đây rồi nộp phạt là xong. Sau lần này nhớ rút kinh nghiệm, phải đi đúng tốc độ cho phép khi tham gia giao thông. Vâng, em nhớ rồi, em hứa sẽ không tái phạm. Tôi cũng hy vọng không phải lập biên bản xử phạt với cô thêm một lần nào nữa. Vâng.
Quen nhau gần 2 năm mà hôm nay mới thấy được vẻ nhu mì của bản thân. Không lẽ nó đã gặp trúng người được nó bắt vía rồi ư? Khánh Hà còn mải suy nghĩ, không để ý bạn thân đã dắt xe qua chốt công an một đoạn dài thì vội vàng kêu lại, nhưng Ly hình như không để tâm gọi mình, vẫn tiếp tục dắt xe. Bà Hâm dở kia, định dắt bộ xe về đến nhà đấy à? Qua bên này rồi đi. Hả? Bộ dạng này là ngơ ngẩn vì tình rồi, chứ còn không lẽ gì nữa. Lại kiểu uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời rồi. Ly ơi là Ly. Nhất định dắt xe qua tận bên kia đường, Ly mới chịu nổ máy. Nhưng thay vì hai đứa tiếp tục đi tới chỗ hẹn như ban đầu, thì Ly lại điều khiển xe về khu trọ. Trước cảnh này, Khánh Hà vừa bất lực lại buồn cười. Đây được gọi là say đối phương ngay từ giây phút ban đầu, chứ không thì làm sao mà lại có mấy hành động dở hơi như vừa rồi. Rất hiếm khi bắt nạt được con bạn miệng lưỡi, Khánh Hà bèn chớp cơ hội có một không hai trêu chọc Hương Ly. Ơ, thế giờ về lại phòng trọ của tôi à? Còn nó đi đâu nữa? Hồi tối bà chê tôi gái ế, muốn cho tôi thoát ế, mà giờ lại chở tôi về là thế nào? Thì mai đi. Nhưng mà giờ tôi đang hứng thú, quay lại đi đi. Thôi, chót về gần tới nhà rồi, mai tôi chở đi sau. Bà hôm nay lạ lắm nha. Vớ vẩn, lạ đâu mà lạ. Tất cả hiện rõ lên mặt mà vẫn cố cãi. Đã vậy thì nhất định phải cho con bạn thân tự khai luôn. Khánh Hà cố tình làm khó Ly bằng những câu hỏi liên quan tới anh chàng cảnh sát giao thông khi nãy. Tôi thấy bà từ lúc bị người ta phạt thì lạ lắm. Là bà tiếc của hay là có lý do gì? Không tiếc. Không tiếc sao mặt ngây ra thế? Hay là bà bị cảm lạnh? Không có. Không có. Mà sao tôi sờ vào người bà thấy lạnh vậy nhỉ? Ôi, mới chỉ chạm qua lớp áo mà tôi có cảm giác run tay đây này. Bà đúng là bị cảm lạnh rồi. Nào, xuống xe đi, tôi chở thay cho. Tôi không có bị cảm lạnh, mà bị cảm nắng người ta. Khánh Hà nghe được lời thừa nhận của con bạn mà phì cười. Lúc trước còn không hình dung ra dáng vẻ tưng tửng của bạn thân khi dính phải chữ tình sẽ có biểu hiện như thế nào, thì bước đầu cô đã thấy được rồi, cũng đáng yêu đấy chứ. Ép Hương Ly thừa nhận rồi, nhưng Khánh Hà vẫn chưa chịu dừng lại. Cô tiếp tục buông lời trêu bạn. Vậy là bị anh cảnh sát đô con ngon dai ấy hớp hồn thật á? Ừ, tôi bị người ta bắt cả hồn lẫn vía về rồi đây này. Không lẽ bây giờ quay lại xin được phạt tiếp? Lần thừa nhận thứ hai này của Ly khiến Hà phải ôm bụng cười. Mới khi nãy còn cứng miệng mà giờ đã muốn quay lại tự nguyện nhận phạt thì căng rồi, căng lắm rồi đây. Ly ơi, tôi khuyên thật bà một câu chân tình nhá. Câu gì? Tôi nghĩ là bà nên chuẩn bị tâm lý, ngày tháng con đũi tình yêu nó quật đi là vừa. Khánh Hà tối nay được một trận cười thả ga mà không buồn cười sao được khi thấy bạn thân vấp phải chuyện tưởng chừng như chỉ có trong suy nghĩ, nhưng còn chưa qua nổi nửa tiếng đồng hồ đã thành hiện thực và giờ thì Ly ăn vạ luôn ở nhà Hà với tâm trạng bất ổn. Bình thường, người ta nhận được biên bản nộp phạt sẽ có cảm giác buồn chán tiếc nuối vì mất tiền, nhưng bạn thân cô thì ngắm nghía, nâng niu nó như một báu vật mà cứ nhìn mãi vào cái tên được ký ở phần cuối biên bản. Trước biểu cảm ngẩn ngơ như người mất hồn này của bạn thân càng khiến cho Khánh Hà buồn cười nhịn không được, cô lại buông lời trêu bạn. À, Hoàng Minh Khôi à? Cái tên cũng hay đấy. Chuyện, người đẹp thì tên đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà theo tình huống quan sát khi nãy, tôi thấy anh ta có vẻ rất nghiêm túc, mà bà thì hình như không thích kiểu người này thì phải. Trong công việc thì phải nghiêm túc chứ, còn khi cởi bỏ bộ đồng phục ra thì chưa chắc đâu. Bà cũng thay đổi suy nghĩ nhanh nhỉ? Hồi tối bà mới nói gì, còn nhớ không? Tôi nói gì nhỉ? Quái lạ. Sao giờ đầu óc mình chẳng nhớ chút gì ngoài sự việc hồi nãy thế nhở? Nhìn Hương Ly cầm tờ biên bản, lăn lộn trên chiếc nệm của mình, vừa nói vừa cười như con dở hơi, mà Khánh Hà chỉ biết thở dài. Nhưng mà trời ơi, cái sự hâm dở đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Im lặng được một chút, đột nhiên thấy Ly ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào tờ biên bản, mà cứ ngỡ là nó đang nói chuyện với anh chàng cảnh sát giao thông khi nãy cơ. Hoàng Minh Khôi, em nhất định phải khiến anh phạt em dài dài. Ê, bà tính làm gì thế? Chị đang lên kế hoạch tán tỉnh soái ca. Bằng cách vi phạm luật giao thông tiếp á? Đúng là bạn thân có khác, nhìn phát hiểu bạn muốn gì. Tôi can bà nha, đừng có mà đùa quá như vậy. Muốn tiếp cận người yêu tương lai thì phải chấp nhận đầu tư thôi. Ôi, Khánh Hà cảm thán trong lòng, thật sự bất lực trước cô bạn thân có 102 này, báo quá báo luôn, giờ lại còn có kiểu cố tình vi phạm để tiếp cận đằng trai thì chịu rồi, nó không thấy tiếc tiền chứ cô thì tiếc lắm. Nghĩ cách khác đi, chứ 5-7 bận là hết tháng lương đấy, mà bị phạt nhiều, có khi còn tịch thu bằng nữa cơ. Thu thì thi bằng khác, lo gì, còn tiền bị phạt, coi như đóng thuế cho nhà nước. Ô hay cái bà này, ví với trả von, nếu bà thực sự thích người ta thì mạnh dạn bày tỏ, chứ ai lại bày ra mấy cái trò bị phạt tiền, mê trai để mất tiền, người ta gọi là dại trai đấy. Ồ, vậy tôi đổi cách khác,
lỡ giấu bạn về thân phận mình là tiểu thư nhà giàu, nên giờ Ly cũng không thể nói với Hà rằng nhà mình chẳng có gì ngoài tiền. Thôi thì để khi nào thuận tiện nói sau vậy. Không còn sớm nữa, bà ngủ trước đi. Thế bà không ngủ, còn nằm tơ tưởng với đằng trai à? Thì tôi cũng đang chuẩn bị nhắm mắt đây. Miệng nói chuẩn bị nhắm mắt, mà tay cứ mân mê mãi cái biên bản không chịu bỏ xuống. Nhìn cảnh này, Khánh Hà ngao ngán lắc đầu. Bỏ cái biên bản sang một bên rồi ngủ đi mợ Ly ơi, muộn lắm rồi đấy. Để cho mợ ngắm tên cậu một tí rồi ngủ cho ngon. Ngủ đi, rồi được gặp cậu trong mơ. Ừ, nghe cũng hợp lý nhỉ. Mai chắc phải cho mợ đi khám thôi, chứ thấy mợ bệnh nặng lắm rồi đấy nhá. Hai con người cứ như vậy mà chọc nhau thêm một hồi lâu nữa mới chịu đi ngủ. Thật sự là không bao giờ Khánh Hà nghĩ đến tình huống bất ngờ này lại xảy ra với bạn thân. Đúng là không thể nói trước, đoán trước được tương lai. Không phải việc gì mình cứ thích mà có thể thực hiện được ngay, hay là bản thân muốn tránh né một ai đó mà dễ dàng tránh được, giống như sự việc không ngờ của bạn thân. Khánh Hà dù không nghĩ hay không muốn thì cũng đã gặp Minh Vũ vào hoàn cảnh vô tình đó thôi. Chỉ là kết quả của cô và Ly khác nhau, nhưng suy cho cùng, đó chẳng phải là do sự sắp đặt của tạo hóa hay sao? Do phải chuẩn bị cho việc tham gia ứng tuyển vào ngày hôm sau, nên Khánh Hà cũng không có thời gian hỏi thăm bạn thân xem tình hình tiếp cận đằng trai thế nào rồi, suôn sẻ hay là có trở ngại gì. Lần này tới công ty SAM với tâm thế khá thoải mái, mặc dù điểm qua thấy số lượng người tham gia ứng tuyển đông hơn những lần trước, nhưng Khánh Hà không tự tạo áp lực cho bản thân nữa. Cô cầm theo hồ sơ vào, đăng ký lấy số thứ tự, rồi di chuyển ra ghế, ngồi chờ tới lượt gọi tên. Vì đợt này có nhiều người tham gia, nên việc phải chờ đợi là lẽ đương nhiên. Lại nhìn số thứ tự của mình, chắc cũng phải gần tới trưa mới được gọi, nên Khánh Hà ra ngoài dạo chút cho thoáng. Đơn giản là muốn ra ngoài hành lang hít thở chút không khí và cũng là tạo sự thoải mái cho bản thân. Nhưng không ngờ bầu không khí đang trong lành thoáng đãng lại xuất hiện một người mà Hà từng thề rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Có chết cũng không muốn gặp lại con gái của kẻ đã phá hoại gia đình cô. Nhưng tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Tại sao? Thấy Trúc có vẻ vội vàng đi vào lối rẽ cuối hành lang thì Khánh Hà không nghĩ nhiều cũng di chuyển theo sau. Chỉ là sự tò mò nhất thời, nhưng không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện bí mật của cô ta với một người đàn ông. Mà người đàn ông này không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói thì Khánh Hà cũng đoán ra đó là ai. Không thể nhầm lẫn, bởi đó chính là người đàn ông có giọng nói ám ảnh nhất với cô, chính là người 5 lần thông báo cô bị loại với thái độ khinh bỉ. Tưởng khi rời bỏ quê hương đến nơi xa xôi này sẽ không phải gặp lại những con người này, ai ngờ trái đất quá tròn, tránh không được mà cuối cùng cô vẫn là người biết sau. Không rõ cô ta làm cách nào để được vào đây làm, rồi còn dây dưa móc nối với tên tiếp nhận hồ sơ, hại cô tới 5 lần thất bại. Xem ra cô ta to gan, dám làm chuyện một tay che trời này, chắc hẳn không chỉ là một nhân viên quèn. Nhưng theo họ nói, thì lần này họ không có cơ hội ra tay loại hồ sơ của cô, vì trực tiếp trợ lý của sếp tổng đứng ra tiếp nhận. Hóa ra cô gái xinh đẹp khi nãy cô gặp chính là trợ lý của lãnh đạo lớn nhất ở đây. Nếu vậy, thì cô phải chắt chiu cơ hội hiếm hoi này. Nghĩ vậy, Khánh Hà liền quay lại vị trí chờ được phỏng vấn, thì lúc sau thấy cô gái xinh đẹp ra gọi tên cô. Cô Khánh Hà có ở đây không? Dạ, tôi đây ạ. Tới chị rồi, mời chị vào trong. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Khánh Hà hít mạnh một hơi, thả lỏng cơ thể, ngẩng cao đầu mở cửa tiến vào bên trong. Đi tới giữa phòng, cô làm động tác hơi khom người, thể hiện lời chào lịch sự của mình tới với ban tuyển dụng, thì một người đàn ông trẻ nhất ngồi giữa trong 4 nhà tuyển dụng lên tiếng. Cô Khánh Hà, cô là người Bắc đúng không? Vâng. Theo như trong hồ sơ cô viết, thì sau khi tốt nghiệp, cô chuyển vào đây sinh sống và có đi làm ở công ty nội thất. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có thay đổi công việc liên quan tới ngành học thiết kế trang sức. Tại sao vậy? Câu hỏi này thực chất không khó, nhưng lại khiến cho Khánh Hà có chút băn khoăn khi đưa ra câu trả lời. Đối với người làm kinh doanh, họ chắc chắn không nghe trình bày dài dòng, càng không muốn biết quá khứ của bạn ra sao. Nhưng nếu đổi sang một phương thức khác thì sao nhỉ? Quá trình chính là giai đoạn hình thành nên sự việc, vậy nên cứ bắt đầu bằng sự chân thành trước rồi khéo léo rẽ ngang chắc là ổn. Khánh Hà quyết định làm theo suy nghĩ nhất thời của mình. Cô hít nhẹ một hơi rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của ban tuyển dụng. Có rất nhiều người từng hỏi tôi câu hỏi này và tôi cũng thật thà trả lời vì tôi cần giải quyết khó khăn trước mắt khi đặt chân vào Sài Gòn. Chọn một công việc để có nguồn kinh phí phụ gia đình và có thể nuôi dưỡng ước mơ được trở thành nhà thiết kế chính của SAM. Nhưng tiếc rằng trước sự thành thật của tôi thì không ai tin tưởng. Họ cho rằng tôi nói dối, nói tôi kén cá chọn canh. Nhưng thiết nghĩ ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ của mình, được cống hiến cho công ty mà mình thích, và tôi cũng không ngoại lệ. Nói như vậy là cô rất muốn vào công ty chúng tôi làm việc, nhưng tại sao khi chuyển vào đây
cô lại không gửi hồ sơ tới công ty của chúng tôi mà đến bây giờ mới tham dự? Trước khi trả lời ý này của ban tuyển dụng, xin phép cho tôi được dài dòng một chút xíu. Nói tới đây, Khánh Hà dừng lại vài giây rồi tiếp tục cho câu trả lời của mình. Tôi học thiết kế trang sức là vì đam mê. Tuy nhiên, suy nghĩ ban đầu của cô sinh viên năm nhất lại rất an phận. Khi đó tôi đã nghĩ rằng bản thân sau khi tốt nghiệp đại học chỉ cần xin vào một công ty bất kỳ nào đó về thiết kế để làm, ổn định công việc rồi lấy chồng là xong. Thế nhưng một lần tình cờ xem được bài báo viết về sự thành công của SAM liền thay đổi suy nghĩ của tôi. Bất cứ công ty nào cũng không thể so sánh được với SAM, nhất là về tốc độ phát triển, sau đó là đãi ngộ, cũng như đặc quyền tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả như nhau, không phân biệt cấp bậc cao thấp. Từ giây phút biết đến SAM, tôi đã ngộ ra một điều rằng bản thân phấn đấu rất nhiều cho niềm đam mê. Vậy tại sao lại không chọn một nơi để được tỏa sáng? Và chính vì câu hỏi tại sao này đã thôi thúc tôi chọn SAM. Cũng từ đó, trong tôi hình thành ước mơ được cống hiến tất cả tài năng, tâm sức của mình cho SAM mà không phải bất kỳ một công ty nào khác. Câu chuyện của cô rất hay, cũng rất cảm động. Tuy vậy, cô vẫn chưa đi vào trọng tâm câu hỏi của chúng tôi. Vâng, khi nãy tôi xin phép được dài dòng về câu chuyện là có nguyên do của nó cả. Đối với một người yêu SAM bằng cả trái tim như tôi, thì không có cớ gì không đến với công ty ngay từ khi có cơ hội. Nhưng có lẽ tôi chưa có may mắn, cũng như chưa đủ năng lực để làm việc cho SAM. Cho nên có tới 5 lần gửi hồ sơ tham gia ứng tuyển, thì cả 5 lần tôi đều nhận thất bại. Tôi không ngại nói đây là lần thứ 6 tôi đến với công ty của các vị, nhưng lại là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, nếu như lần thứ 6 này tôi vẫn nhận thất bại, thì tôi nhất định không cảm thấy phiền lòng, không băn khoăn, vì ít ra tôi cũng được các vị đích thân phỏng vấn trả lời cặn kẽ. Cô nói đây là lần thứ 6 cô tham gia, và là lần đầu tiên cô được chúng tôi phỏng vấn trực tiếp sao? Vâng, đúng như vậy ạ. 5 lần trước, tôi đều bị loại khi mới ở vòng đăng ký lấy số thứ tự phỏng vấn. Nghe Khánh Hà nói tới đây thì mấy nhà tuyển dụng cùng nhìn nhau, nhưng giây tiếp theo họ không có ai đưa ra ý kiến gì. Là người nhạy bén, cô hiểu nếu có chuyện không đi đúng tuần tự ở một công ty lớn thì họ cũng giấu nhẹm đi hoặc giữ im lặng để xử lý nội bộ sau, chứ không có chuyện phanh phui trước bản dân thiên hạ. Và Khánh Hà cũng không hy vọng được xử công bằng gì vào thời điểm này, mà chỉ mong sao họ cho cô cơ hội thử sức thôi. Khánh Hà trước sự im lặng của ban tuyển dụng vẫn giữ nguyên thái độ rất mong chờ được họ để tâm cũng như tạo cơ hội, thì bất ngờ người đàn ông trẻ khi nãy lên tiếng. Nếu tôi nói, chúng tôi cho cô một cơ hội thì cô nghĩ sao? Trước tiên, tôi xin cảm ơn các vị đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội hiếm hoi này. Tuy nhiên, tôi không phải típ người thích nói trước, cũng không tùy tiện hứa suông. Nhưng cái mà tôi sẽ cho các vị thấy rõ nếu tuyển tôi vào làm, đó là sự nhiệt tình, sáng tạo, cầu tiến và nỗ lực hết sức. Cô nói vậy, chúng tôi cũng chưa tin ngay. Lý do chúng tôi trao cơ hội cho cô là vì nhận thấy mẫu thiết kế của cô có sức sáng tạo, truyền cảm hứng. Vậy nên cô hãy phát huy tốt hơn khi bước vào làm việc ở SAM. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết mình. Hồ sơ của cô đã được thông qua. Sáng mai, 8 giờ cô tới đây báo danh. Dạ, tôi cảm ơn ban tuyển dụng rất nhiều ạ. Khánh Hà bước ra tới ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ 6 với nhiều cung bậc cảm xúc, song cuối cùng cũng nhận được kết quả như ý. Khánh Hà à, hãy cố gắng làm thật tốt nhé. Muốn không phải lặp lại cuộc sống khốn khó trước kia, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội phát triển bản thân lần này. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, trợ lý Thảo Vi gom tất cả những hồ sơ trúng tuyển cùng giám đốc thiết kế Duy Long quay về phòng làm việc của sếp tổng. Đến cửa văn phòng, Thảo Vi chủ động đưa tay gõ cửa 2 tiếng, rồi đợi đến khi nhận được sự cho phép của người bên trong mới lịch sự tiến vào. Duy Long theo thói tự nhiên đi qua bàn trà ngồi trước, còn Thảo Vi cầm tập hồ sơ đặt xuống bàn làm việc của Minh Vũ bắt đầu báo cáo. Thưa sếp, đây là những hồ sơ đã được anh Duy Long và ban cố vấn lựa chọn, em mời sếp xem qua ạ. Đem qua kia đi. Vâng. Minh Vũ sau đó tắt máy tính, đứng dậy khỏi vị trí làm việc, di chuyển qua bàn trà ngồi xuống, bắt đầu lật từng tập hồ sơ lên xem, thì Duy Long gật gù nói với bạn thân. Lần này có mấy ứng viên khá ổn, tôi nghĩ là ông sẽ rất ưng đấy. Vậy sao? Ông cứ xem đi, không thất vọng đâu. Thảo Vi lúc này vừa pha xong ấm trà, cô chủ động rót đầy 2 ly mời 2 lãnh đạo rồi cùng tham gia ý kiến. Em thì ấn tượng với chị gái tên là Khánh Hà, người vừa có năng lực lại khéo ăn nói. Anh Long, anh có cùng ý kiến với em không? À, nhắc tới bạn này, tôi cũng có việc muốn trao đổi với 2 người. Minh Vũ đang tập trung xem hồ sơ, nhưng lại bị phân tâm bởi 2 tiếng Khánh Hà từ Thảo Vi khiến cho anh dừng hành động đang làm của mình, quay sang hỏi Duy Long. Sao, có vấn đề gì à? Ông xem hồ sơ của bạn ấy đi, rồi tôi nói tiếp. Thực sự là Minh Vũ có chút phân tâm khi nghe Thảo Vi nhắc tới 2 tiếng Khánh Hà,
nhưng sau đó anh vội gạt đi, chắc chỉ là trùng tên, chứ làm sao có chuyện hồ sơ của cô bé đó ở đây được. Không phải Minh Vũ có ý chê bai hay coi thường người ta, mà vì điều kiện để vào được vị trí thiết kế chính của SAM phải là người có năng lực thực sự. Còn Khánh Hà, theo như anh biết, thì cô hiện tại đang là nhân viên bán hàng nội thất, công việc không liên quan thì sao có thể xuất hiện ở đây được. Thế nhưng khi Minh Vũ xem tới phần hồ sơ có tên Khánh Hà, tận mắt nhìn thấy ảnh thẻ gắn trên tờ khai sơ yếu lý lịch chính là cô thì hết sức ngạc nhiên. Còn chưa hết, Vũ tiếp tục lật xem những tờ giấy khác thì phát hiện cô không những đạt thành tích tốt liên tục mấy năm đại học mà bằng tốt nghiệp cũng thuộc loại xuất sắc. Ngoài ra còn có chứng chỉ tin học, chứng chỉ IELTS, nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là mẫu thiết kế trang sức của cô. Thực sự khiến Minh Vũ rất bất ngờ. Có điều mọi thứ tốt đẹp, thuận lợi thế này, tại sao không đi làm đúng ngành ngay từ đầu mà đi kiếm một công việc trái ngành? Rồi còn tại sao Hương Ly lại không hề biết đến việc này? Có rất nhiều thắc mắc trong đầu lúc này, nhưng Minh Vũ tạm thời gác lại. Anh tập trung vào kiểm tra lại chuyên môn một lần nữa thì bất ngờ Duy Long hỏi anh. Ông thấy sao? Rất khá. Thế mà có người thay tôi đánh trượt cô bé này tới 5 lần đấy. Là sao? Tất nhiên là Duy Long biết bạn thân đang rất ngạc nhiên, thậm chí là không thể ngờ trong công ty của chính mình lại có sự việc như thế này xảy ra. Không muốn bạn mất thời gian đoán tình hình nên Duy Long đi vào vấn đề câu chuyện luôn. Chắc ông xem hồ sơ cũng thắc mắc tại sao khi tốt nghiệp xong mà cô bé này không đi xin làm ở công ty liên quan tới thiết kế đúng không? Ừ, tôi cũng đã khó hiểu. Tôi mới đầu cũng có thắc mắc giống ông, nhưng khi nghe cô ấy nói bản thân chỉ muốn làm việc cho công ty SAM mà không phải bất cứ một công ty thiết kế nào khác. Tuy nhiên vấn đề nằm ở công ty chúng ta. Tôi vẫn chưa hiểu. Tức là đầu năm ngoái tới đầu năm nay, cô ấy đã có tổng cộng 5 lần gửi hồ sơ tham gia ứng tuyển tới SAM, nhưng tiếc là cả 5 lần đều bị loại. Hôm nay là lần thứ 6 và cũng là lần được phỏng vấn trực tiếp duy nhất. Nếu không phải hôm trước ông có quyết định để Thảo Vi hôm nay xuống trực tiếp nhận hồ sơ, thì có lẽ cô gái này sẽ bị loại tiếp, và điều này đồng nghĩa với việc công ty sẽ tuột mất một nhân tài rồi. Theo như ông nói, thì ở công ty có người cố tình loại cô gái này từ vòng đăng ký lấy số thứ tự sao? Đúng, nhưng tôi còn có thêm một thắc mắc nữa, là tại sao trong số hàng trăm ứng viên lại chỉ muốn loại trừ một mình cô gái tên Khánh Hà này thôi? Đối với SAM thì bộ phận thiết kế là quan trọng nhất, nên những người chịu trách nhiệm liên quan tới khâu tuyển chọn phải là người đáng tin cậy, bởi vì Minh Vũ không muốn để lọt mất một nhân tài nào. Nhưng theo lời của Duy Long nói thì có kẻ đang muốn một tay che trời, giở trò qua mặt anh, nếu vậy thì kẻ đó phải gan to như nào. Tôi sẽ xem những hồ sơ còn lại, hai người lặng lẽ điều tra việc này cho tôi, có kết quả cứ thẳng tay xử lý, không nhân nhượng dù bất kể là thân quen. Được, cứ giao cho chúng tôi. Duy Long và Thảo Vi rời khỏi phòng làm việc, còn lại một mình Minh Vũ cẩn thận xem lại hồ sơ của Khánh Hà một lần nữa. Thực sự là anh rất ấn tượng với mẫu thiết kế của cô, ở đó toát ra sự thanh thoát nhưng lại không kém phần kiêu sa. Càng nhìn, Vũ càng thấy được tính cách cá tính của cô có mẫu thiết kế này, có một sự thôi thúc trong lòng. Minh Vũ không chần chừ, liền nhắn tin cho em họ sang phòng của mình làm rõ một số chuyện. Tại phòng kế hoạch, vừa kết thúc cuộc điện thoại với Khánh Hà, Hương Ly nhận tiếp tin nhắn của Minh Vũ muốn tìm mình thì vội vàng chạy qua chỗ anh luôn. Anh, có việc gì mà tìm em gấp vậy? Ngồi đi, anh có cái này cho em xem. Gì mà bí mật thế? Cô bạn của em học về thiết kế trang sức, mà em không biết gì sao? Anh nói gì em không hiểu. Vậy xem cái này đi, xem có đúng là bạn thân của em không? Minh Vũ vừa nói, vừa đẩy tập hồ sơ của Khánh Hà lên trước bàn, thì Hương Ly mắt chữ O miệng chữ A. Ơ, chuyện này là thế nào? Bạn thân kiểu bọn em là thân ai người nấy lo à? Ôi, em thực sự không biết. Em cứ nghĩ Khánh Hà chỉ học hết cấp 3 thôi, vì hoàn cảnh nhà nó rất tệ, không thể tin được. Bạn của em còn giỏi hơn em rất nhiều nữa, hâm mộ quá. Minh Vũ thực sự cạn lời với cô em họ, suốt ngày kể lể về bạn thân mà vấn đề này cũng không rõ. Mà xem cái phản ứng bất ngờ tiếp theo của Ly càng làm Vũ lắc đầu ngao ngán. Ơ, anh ơi, thế hồ sơ của nó nằm ở đây là được nhận rồi đúng không? Ừ, nhận rồi, nên anh mới biết đó là bạn thân của em đấy. Thảo nào, khi nãy gọi điện cho em giọng nó phấn khởi lắm. Nó hẹn tối nay gặp em, bảo là có chuyện vui muốn khoe. Không lẽ là muốn nói chuyện này sao? Hương Ly nghe Minh Vũ nói vậy thì thở dài. Chuyện này không thể trách Khánh Hà, bởi bản thân cũng còn chuyện giấu cô. Có lẽ tối nay gặp nên nói sự thật cho Hà biết, nếu không mai đi làm mà chạm mặt nhau thì càng khó xử hơn. Thật ra thì em cũng có cái chưa thành thật với Hà, nhưng việc em giấu gia cảnh nhà mình là vì lúc mới quen, Hà tỏ ra rất đề phòng người khác, thấy nó tránh xa mấy người có tiền, nên em cũng không dám nói sự thật
mà chỉ bảo ở nhờ nhà anh họ trên này và là một nhân viên quèn thôi. Em sợ nói thật thà sẽ không chơi với em nữa. Anh cũng biết giới nhà giàu chúng ta có mấy ai là thật lòng đâu. Nhưng ngược lại khi kết bạn với Khánh Hà, em cảm thấy rất thoải mái, không lo được mất và còn có cảm giác giống như một gia đình vui vẻ khi em được tiếp xúc với mẹ của Hà nữa. Vậy giờ em tính sao? Chắc là tối nay em cũng nói luôn quá. Không mất công nó giận, nó nghỉ chơi với em thì em làm gì còn chỗ ăn trực. Anh không biết thôi, chứ mẹ của Hà nấu ăn ngon lắm, ăn rồi là nghiện luôn ấy. Hóa ra là em chỉ vì ăn thôi à? Em vì cả hai. Mà thôi, nếu không còn việc gì thì em đi làm tiếp đây. Nói rồi Ly tính đứng dậy rời đi thì chợt nhận ra có gì đó chưa đúng lắm nên lại ngồi xuống hỏi Minh Vũ. Anh gọi em qua chỉ để nói mỗi như vậy thôi à? Thì cơ bản là vậy. Em còn không hiểu tính anh chắc. Sao, muốn em làm gì? Làm gì là làm gì? Em còn không biết anh là người đàn ông vô cảm, kiêu căng với phái nữ hay sao? Có bao giờ anh chủ động hỏi về một người con gái chứ? Nói đi, là muốn em giúp anh tiếp cận người ta chứ gì? Mọi lần là vênh váo đoán giả đoán non như kiểu này, kiểu gì Ly cũng bị Minh Vũ đuổi về phòng làm việc ngay lập tức. Nhưng bữa nay trước dáng vẻ vênh váo biết tuốt của em họ, thì Vũ không những không tỏ thái độ mà còn xuống giọng từ tốn. Với tài năng thiết kế của bạn em, lẽ ra phải vào công ty mình làm lâu lắm rồi, nhưng có kẻ dám qua mặt anh, loại thẳng thừng cô ấy tới 5 lần, thì em nghĩ xem, kẻ đó gan to thế nào? Có người dám làm chuyện này sao? Ừ, nhưng việc này anh đã giao cho Long và Thảo Vi xử lý rồi. Còn về phần em tự biết làm gì rồi chứ? Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ bạn thân của em. Vậy em về làm việc tiếp đi. Hương Ly gật đầu rồi đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ tới tối nay đi gặp Khánh Hà, lại muốn nhân cơ hội gắn ghép Minh Vũ với bạn, nên quay lại hỏi anh. Hay là tối nay đi chung với bọn em không? Anh không liên quan. Sao anh chậm tiêu thế? Em đâu có cần anh giải quyết giúp việc của mình đâu, dù anh đi là có ý khác cơ. Anh bận lắm, em về phòng làm việc đi. Cái đồ kiêu căng, cứ làm ra vẻ rừng rưng đi. Sau mà có chuyện gì thì đừng có lôi con này ra làm cầu nối, còn lâu con này mới giúp. Hương Ly hậm hực đi về phòng làm việc của mình thì gặp Thảo Vi đang đi ngược lên. Hai người dù làm việc với nhau đã lâu nhưng cứ mỗi lần gặp là có nhiều chuyện để nói. Lại thấy Hương Ly có chút bực dọc thì Thảo Vi nhanh miệng hỏi trước. Sao thế chị yêu? Bộ lại bị sếp la à? Hôm nay không bị la, nhưng mà còn bực hơn cả bị la em ạ. Em xem, sếp của em 30 tuổi rồi, còn không chịu kiếm lấy cô bạn gái đi. Chị thấy vậy không được, tốt bụng làm mai giúp mà còn tỏ ra chảnh chó mới ghét chứ. Thảo Vi quen với chuyện này rồi, nên mỗi lần chứng kiến hoặc nghe Ly kể lể thì chỉ có ôm bụng cười thôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, bản thân năm nay Hương Ly cũng 24 rồi, cũng chưa chịu có bạn trai, vậy mà suốt ngày đi lo làm công tác mai mối cho anh họ, bảo sao mà không bị ông anh khó tính mắng cho. Em còn cười chị nữa. Thôi đi bà chị của em ơi, sắp qua 24 nồi bánh chưng rồi đấy, lo cho mình trước đi. Đừng có mà khinh thường chị cũng có tầm ngắm rồi nha. Nói tới chuyện này, Ly liền hết bực tức, miệng cười ngoác, hào sảng khoe đang có tầm ngắm ngon nghẻ với Thảo Vi. Chuẩn hàng xịn mịn luôn. Uầy, thật á? Ừ, bữa nào chị dẫn em đi kiểm tra thì biết liền, nhớ nhá. Tối nay chị bận, chứ không là chị đưa em đi luôn cho khỏi chờ đợi. Vậy mai nha, hôm ấy xem tầm ngắm của chị còn dư chỗ nào không, giới thiệu cho em một slot với. Ê, bậy nha, bộ anh giám đốc Long của tụi tôi không khiến cô vừa lòng hay sao? Em mà thèm vào cái người trái tính trái nết, đã vậy mặt lúc nào cũng nghiêm túc như giáo sư khó tính á. Lần này tới lượt Hương Ly cười thả ga, không ai biết rõ mối quan hệ đặc biệt của Duy Long và Thảo Vi hơn Ly. Chỉ là mối quan hệ mập mờ này cứ mãi lửng lơ vì hai bên không ai chịu mở lòng trước, mạnh miệng chê đối phương vậy thôi, chứ thực ra là ngầm quan tâm nhau rất nhiều. Có lẽ tất cả đều do ý phận duyên trời rồi, tình cảm đến lúc nào không phải do mình muốn là được. Như bản thân Ly khi trước còn cứng miệng cho đã, song khi vấp phải tảng băng lạnh cũng dở hơi như đứa tập bơi đó thôi. Rồi rồi, là em không thèm anh ấy, vậy chị sẽ giới thiệu cho em một slot khác ngon hơn. Em mong chờ đấy. Vậy quyết định thế nhá, chị làm đã, không sếp em lại la chị. Vâng, ba chị. Thảo Vi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Hương Ly rồi cũng nhanh chóng di chuyển về phòng làm việc của mình. Có điều Vi mới đi được hai bước đã phải dừng lại bởi giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Không nghĩ là có người lại mong chờ đi xem mặt đối tượng của người khác tới như vậy. Rõ ràng khi nãy bảo đi xử lý chuyện quan trọng mà dây trước dây sau đã đứng hóng trộm chuyện của con gái người ta từ bao giờ. Người gì mà cứ như bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Nhưng người ta lỡ nghe hết rồi thì có chối cũng không được, thôi thì kệ đi. Sao? Sao anh nói đi có việc mà giờ đã ở đây rồi? Không ở đây, làm sao tôi biết mình trong mắt người khác lại tệ đến như thế? Ơ thì... Thì sao? Thì anh có sao em nói vậy, chứ có nói sai đâu. Vậy ra, tôi là người khiến em chán ghét tới như vậy sao? Em...
Em có việc cần báo cáo với sếp, em đi trước đã. Thảo Vi không muốn trả lời câu hỏi này nên viện cớ rời đi, còn Duy Long thì chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô trợ lý khuất dần vào thang máy. Nếu không phải quay lại vì quên đồ thì Duy Long cũng không biết bản thân mình trong mắt Thảo Vi tệ như vậy. Hóa ra cô tỏ vẻ hài hòa trong công việc từ trước tới nay là vì mối quan hệ của anh và Minh Vũ. Hóa ra chỉ có bản thân mình tự suy nghĩ quá nhiều, còn người ta chỉ xem anh như một đồng nghiệp không hơn không kém. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng với bao cung bậc cảm xúc. Có người ra về với tâm trạng vui vẻ, phấn khích, mong chờ tới ngày mai thấy được người con gái mình để ý, nhưng cũng có người mang tâm trạng thấp thỏm lo âu. Còn Hương Ly cũng vội vàng sắp xếp bàn làm việc gọn gàng, rồi xách túi đi về, chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn thân. Có gì thì tối nay cũng phải nói hết, trải lòng hết, dù bạn thân có giận, Ly cũng không giấu giếm nữa. Suốt gần 2 năm làm bạn, thì tối nay mới thấy Hương Ly ăn diện bộ đồ sang chảnh, tưởng bạn thân lại mới được nhận thưởng, nên Khánh Hà hí hửng lên tiếng. Uầy, nay diện bộ cánh sang chảnh thế, lại mới được xếp thưởng nóng à? Đâu có. Hay là đầu tư đi qua đằng trai của bà đấy? Cũng không phải. Ơ, sao thế? Tối nay ăn mặc xinh đẹp thì phải tươi chứ. Sao mặt mày cứ dầu dầu thế hả? Chuẩn bị sẵn tâm lý ở nhà rồi, mà đến khi đối diện với bạn thân lại khiến Ly có chút bối rối. Nhưng dẫu gì cũng là tự mình làm không đúng từ đầu, nên giờ này cũng phải tự bản thân thẳng thắn thôi. Tôi... Sao thế? Trông bà căng thẳng thế? Hay là bà có chuyện gì với anh cảnh sát giao thông à? Không, là tôi... Tôi vẫn còn chuyện giấu bà. Tôi thật ra không phải là một nhân viên quèn lương thấp, cũng không phải con nhà có hoàn cảnh bình thường, mà tôi là con gái của gia đình giàu có tiếng ở đây. Nhưng tôi không phải có ý giấu giếm bà chuyện này. Tôi không phải vì sợ bà lợi dụng, mà tôi chỉ vì khi mới quen bà, thấy bà hay đề phòng, không thích tiếp xúc với mấy người nhà giàu, nên tôi không dám nói. Tôi sợ bà không chơi với tôi. Hương Ly lấy hết dũng khí nói một tràng dài giải thích với Khánh Hà, nhưng sau khi thấy cô vẫn im lặng thì sợ bản thân chưa nói hết ý, liền vội vàng định thanh minh tiếp thì bất ngờ Hà giữ tay Hương Ly ngăn lại. Tôi cũng có chuyện giấu bà chưa nói. Tôi biết. Sao cơ? Tôi chính là trưởng phòng kế hoạch của công ty SAM, nơi bà đã trúng tuyển. Thật sao? Hương Ly nhìn Khánh Hà gật đầu rồi lại áy náy lên tiếng xin lỗi cô. Nếu trước đây tôi không nghĩ quá nhiều, không nói mình là một nhân viên quèn có gia cảnh tầm thường, thì có lẽ bà cũng không giấu chuyện mình có ước mơ muốn đến SAM làm việc. Chỉ vì tôi suy nghĩ nhiều quá nên mới khiến bà vất vả hơn một năm qua, bị người ta đánh trượt tới 5 lần. Tất cả là lỗi của tôi. Vươn lên từ cuộc sống khó khăn bế tắc, thậm chí đã từng bị dồn vào chân tường, cứ nghĩ cuộc đời này Khánh Hà sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai quan tâm cô hết lòng như mẹ. Thì đây, Hương Ly, một người ở một nơi xa xôi, cách quê hương của cô cả nghìn cây số, một người không phải máu mủ ruột già nhưng lại sẵn sàng muốn làm bạn với cô, quan tâm, chia sẻ, thậm chí là vì cô mà khiến bản thân thiệt đơn thiệt kép cũng tự nguyện vui vẻ. Hóa ra trong biển người mênh mông đó vẫn cho cô cơ hội tìm được tri kỷ của mình. Không phải lỗi của bà. Thực sự trong thâm tâm tôi chưa bao giờ trách bà điều gì cả, mà ngược lại tôi rất vui vì được làm bạn với bà. Dù bà có thân phận gì thì đối với tôi tình cảm thật mới là quan trọng. Giờ nghĩ lại càng biết ơn bà nhiều hơn, vì nghĩ cho tôi mà bà chấp nhận đi xe máy, mặc quần áo hàng chợ, chịu ăn mấy món quê mùa dân dã để mẹ con tôi khỏi chạnh lòng. Nếu so với bà tôi mới là người có lỗi, tôi mới không bằng một phần hết lòng của bà. Bà nghĩ như vậy thật hả? Thật, tôi không có trách mà càng không dám trách, vì tôi cũng có ý giấu bà chuyện của mình mà. Hôm nay hẹn với bà vừa là thông báo tin vui, nhưng cũng là muốn xin lỗi với bà. Vậy coi như hai chúng ta về nhau nhé, không ai có lỗi hết, xí xóa đi, không nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Ừ, từ giờ có gì tôi cũng kể lể ăn vạ với bà. Tôi cũng thế. Nào, chúng ta cùng chúc mừng nhau cái nhỉ? Hương Ly nói rồi chủ động cầm ly sinh tố của mình lên, chạm vào ly nước ép của Khánh Hà cười vui vẻ. Chúc mừng bạn của tôi, từ mai chúng ta chính thức là đồng nghiệp của nhau rồi. Vậy sau này Khánh Hà xin nhờ trưởng phòng Ly chỉ giáo nhiều nha. Nghe có vẻ cũng êm đấy, nhưng còn xem thái độ của nhân viên mới thế nào đã. Em rất chăm và ngoan, như vậy có vừa ý với trưởng phòng chưa? Được, chị tạm chấp nhận nhé. Hai người bạn gái sau khi giải tỏa được nỗi lòng thì càng hiểu và trân quý nhau hơn. Vui mừng vì bạn đã chạm đến ước mơ bấy lâu nay, nhưng Hương Ly vẫn không quên nhắc nhở Khánh Hà một số quy định cũng như nên tránh một số người ở công ty. À, tôi có việc này muốn dặn dò bà một chút. Quản lý bộ phận thiết kế là giám đốc Duy Long, nhưng người trực tiếp điều hành công ty của mấy bà là trưởng phòng Tuyết Nhung. Chị ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, nên bà chú ý cẩn trọng nhé. Tôi biết rồi. Tuyết Nhung năng lực cũng khá,
Nhưng chị ta có cái thuận lợi hơn là rất được lòng ba mẹ của sếp tổng, lại được ông bà có ý chọn làm con dâu tương lai, nên lâu nay chị ta luôn tự cho mình là chủ nhân của công ty, nhiều lúc nhìn phát ghét ra. Tôi chẳng qua là nể quan hệ mấy nhà quen biết nhau, chứ không cũng không vui vẻ hòa thuận gì đâu. Thực lòng Khánh Hà chỉ quan tâm tới công việc của mình, còn những thứ khác cô không để ý. Tuy nhiên những lời dặn dò của bạn thân cũng không phải thừa thãi, biết mặt biết lòng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Hiểu bạn lo lắng cho mình mới dặn dò kỹ lưỡng, nên Khánh Hà vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi hiểu môi trường làm việc tập thể nên sẽ chú ý, cẩn trọng. À mà còn việc này mới quan trọng này. Nữa hả? Trật tự ngay tôi dặn đây. Khi tôi không có ở công ty, nếu có người bắt nạt bà, thì cứ tìm gặp trợ lý Thảo Vi, con bé sẽ giúp nhiệt tình. Bà cứ làm như tôi chuẩn bị đi đánh trận không bằng ấy. Tôi lo cho bà không thừa đâu. Bà nghĩ môi trường ngon ăn như SAM tưởng dễ nuốt đấy à? Vào đi rồi biết, áp lực công việc là một chuyện, xong còn đấu đá, chia bè phái các kiểu. Bà xem phim cung đấu như nào thì kiểu y như vậy đấy. Còn chưa kể mày giỏi hơn tao, tao kém hơn mày, ganh đua ghen ghét, rồi muốn lấy lòng cấp trên, đè bẹp cấp dưới, vân vân mây mây. Vâng, em ghi nhớ hết rồi, có gì bất chắc, em lập tức tìm viện binh cứu trợ liền. Ừ, nghe theo lời chị cho yên tâm nhé. Nói vui với bạn vậy thôi, chứ cái cảm giác được người khác lo lắng quan tâm thật lòng với mình thực sự rất vui và cảm động. Bên cạnh chỉ cần có mẹ và một người bạn tốt như Ly là đủ rồi, cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn, chống chọi một mình giữa cuộc đời rộng lớn này nữa. Cảm ơn nhiều nhé. Ê, tự nhiên nói mấy lời làm nổi gai ốc, tôi không thích đâu, cho ôm cái nào. Miệng cất lời hỏi, nhưng tay Khánh Hà cũng vòng qua ôm luôn, thì khiến cho Ly bất ngờ, liền dãy lên như đỉa phải vôi. Eo ơi, bà lết đấy à, buông tôi mau ra. Ê, cái đồ hâm này, tôi đã làm gì đâu mà mít ướt ăn vạ hả? Được rồi, ôm đi, ôm chán đi được chưa? Cảm ơn. Ừ, thì nhận lời cảm ơn. Từ lúc quen Khánh Hà tới giờ, thì đây là lần đầu tiên Ly thấy bạn thân yếu đuối trước mặt mình nên có hơi bối rối. Nhưng sau lại thấy vui vui vì bản thân mình cũng có lúc được làm chỗ dựa vững chắc cho bạn. Hóa ra cảm giác vui vui đó chính là được bạn dựa dẫm và tin tưởng. Ôm đủ cho bà ơi, làm bẩn hết cái váy mùi của tôi rồi đây này. Làm nũng một tí mà cũng khó tính. Yêu đi rồi làm nũng với người yêu, chứ với tôi thì được cái cóc khô gì. Khánh Hà nhoẻn miệng cười khi nghe Ly cằn nhằn, mắng mỏ cô, nhưng giây sau cũng được ăn miếng trả miếng mới chịu. Sao nay đánh đá thế, chẳng bù cho hôm trước, gặp chàng cảnh sát giao thông gì nhỉ? Tôi nhớ không nhầm, thì hôm đó miệng bà như ngậm hột thị ấy. Lúc sau nói được vài câu, thì tôi lại tưởng là bà đang đi thi kể chuyện cơ đấy. Bà đang nói ai thế? Giả vờ quên tôi đấy à? Quên vì nhớ gì, về thôi. Về thật á? Ừ, về ngủ sớm, mai tôi qua đón đi làm. Biết bạn tốt và quan tâm mình đủ rồi, đối với Hà chỉ cần bấy nhiêu đó, còn những phiền phức cô không muốn nó ảnh hưởng tới Ly nên lấy cớ từ chối. Tôi nghe lời dặn dò của bà rồi nên sẽ chú ý cẩn thận, còn về phương tiện đi làm thì để tôi tự túc nhé. Tôi không muốn ngày đầu đi làm đã gây sự chú ý, không muốn người ta dị nghị nọ kia, nó có người chống lưng đi cửa sau. Thương tôi thì đừng để cho họ có cớ đồn đại được không? Ờ, cũng có lý. Thật chứ có lý gì nữa, tốt nhất cứ để tôi được tự nhiên, có như vậy tôi mới biết đường mà tránh khi gặp nạn chứ. Được rồi, vậy theo ý bà, nhưng nếu bị họ đàn áp bắt nạt thì nhớ không được nhẫn nhịn nghe chưa? Nhớ rồi, tôi có đại ca Ly chống lưng thì tội gì để bản thân thiệt chứ. Biết vậy mới ngoan, chị thương. Cũng coi như mọi thứ đã chuẩn bị xong, hy vọng ngày mai đi làm không phải gặp bất trắc gì, mong cho đầu xuôi đuôi lọt. Sao vậy, còn lo lắng gì à? Không, có lo gì đâu. Hay là bà chưa hoàn thành công việc bên công ty cũ? Thực ra là tôi đã làm đơn xin nghỉ ở công ty cũ trước đó rồi. Chỉ là họ nói nếu chưa đi làm chỗ mới thì cứ đến hỗ trợ họ khi có nhân viên mới thay vị trí của tôi thôi. Tôi cũng tính nếu như lần này không được vào SAM làm việc thì tôi sẽ nộp hồ sơ vào công ty thiết kế khác. Nhưng không ngờ lần này ông trời giúp tôi hoàn thành tâm nguyện nên mấy thủ tục bên công ty cũ không có vấn đề gì hết. Vậy thì tốt. À, thế tên Bình có nói gì khi biết bà chuyển qua chỗ làm mới không? Thì cũng hỏi vài câu vớ vẩn nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm. Nói thật nhá, mỗi lần nhắc đến hắn ta là tôi lại thấy buồn cười ấy. Thật sự không hiểu làm sao khi đó bà lại chọn cái tên đó làm đối tượng tìm hiểu yêu đương nhỉ. Còn bạn thân được cái tốt tính nhưng cũng giỏi chọc vào nỗi hận của người khác, biết rõ cô ngu ngốc khi đó mà cứ thi thoảng nó lại cợt nhả. Ờ, thì khi đó tìm đại một người cho bà bu khỏi dục. Cứ nghĩ anh ta có dáng vẻ thư sinh mặt hiền hiền thì cứ thử xem sao, mây tầng nào gặp mây tầng đó cho dễ chịu. Vậy mà đâu có ngờ, chưa gì đã lộ cái bản chất tệ hại. Qua những lần trải nghiệm vừa rồi, tôi đã rút ra được kinh nghiệm, không nên đại khái qua loa, nhất là chuyện hệ trọng cả đời. Thực ra tôi nghĩ hai người có đến được với nhau hay không là do duyên phận cả đấy, chứ chẳng phải muốn chọn là chọn được đúng người đâu.
đại khái thì cũng là do sự sắp đặt của ông trời đấy bạn ạ. Ây da, mới chưa được đến 2 hôm không gặp nhau mà bạn tôi đã trở thành nhà tâm lý học, nhà triết lý rồi cơ à. Chuyện, chị đây thích trở thành người nghiêm túc, học thức là được ngay, thích yểu điệu thục nữ cũng chấp tuốt nhá. Khiếp thật, chuẩn bị cho công tác cua trai đẹp có khác. Chả vậy thì sao? À, mà còn tin sốt dẻo nữa đây, chị đã có được lịch làm việc của người ta rồi đấy, thấy chị giỏi không? Gì cơ? Mới đó mà bà đã nắm bắt được cả lịch làm việc của đằng trai rồi á? Ừ đây này, xem đi. Không ngờ là Ly có khả năng xuất sắc này nữa. Làm thế nào mà mới qua được 2 ngày đã lấy được lịch làm việc của anh cảnh sát giao thông đó rồi. Trời ơi, khâm phục bạn mình quá đi. Sao thế? Mặt tôi bị gì mà nhìn chằm chằm thế? Tôi thấy bà quá nhanh quá nguy hiểm. Làm gì quá, nhưng đúng là có nguy hiểm thật. Kiểu nắm rõ lịch trực của người ta thế này rồi thì Khánh Hà tin điều không ngờ kia sẽ xảy ra lắm. Một cô tiểu thư chẳng có gì ngoài điều kiện thì việc tự nguyện vi phạm giao thông để tán tỉnh chàng đẹp trai kia nhất định sẽ xảy ra. Không quá nhiều, nhưng ít nhất cũng khiến đối phương phải chú ý. Đến thế này rồi thì chỉ biết chúc bạn tôi chân cứng đá mềm thôi. Không, phải chúc là trường kỳ kháng chiến mới chuẩn. Suốt thời gian dài chật vật thì cuối cùng Khánh Hà cũng thật sự được chạm tới cánh cửa của SAM. Quay đầu nhìn lại hành trình gian nan đẫm mất mát đau thương của bản thân khiến Hà cười mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đặt được bước chân đầu tiên cho mục đích của mình rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ khiến những kẻ đã hại chúng ta phải trả giá, trả cái giá rất đắt, để bọn họ hiểu được cảnh bị hắt hủi, coi thường, bị cô lập, đói khát, bị đẩy vào đường cùng với tha hương cầu thực. Phải cho những kẻ ác độc đó hiểu cái cảm giác không còn một xu nó rẻ rúng tới thế nào. Cô kia, cho xe vào đúng chỗ đi, đừng có để bành trướng như nhà của mình như thế. Vẫn là cái giọng ám ảnh ngày nào, 5 lần cố tình loại người khác chưa đủ hay sao mà sáng ngày đầu tiên đi làm đã muốn ám quẻ thế này. Nhưng nghĩ tới bản thân đường hoàng được lựa chọn vào đây thì cô cũng không sợ đối mặt với thể loại đi cửa sau cậy quyền thế. Khánh Hà lau vội nước mắt, thay ánh mắt căm hận bằng ánh nhìn thản nhiên nhất, quay người đối diện với kẻ vừa mới lên tiếng kia. Tôi đâu có ý định để xe giữa lối đi đâu, mà anh đã vội vàng nói khó nghe thế. Có ý nhắc nhở mà cô còn dám cãi lại à? Người mới phải không? Cố tình không nhận ra tôi sao? Được lắm, thích diễn thì chị đây cũng không ngại mà diễn cùng đâu. Tôi là người mới, còn anh là bảo vệ ở đây à? À, cái mắt chó nào của cô nhìn ra tôi là bảo vệ hả? Thế không phải, thì anh làm thay nhiệm vụ của bảo vệ làm gì? Hay là anh rất rảnh? Được lắm, cô nhớ mặt tôi đấy. Lại muốn dọa tôi đâu có dễ dàng nữa chứ. Là Đào Kim Sơn phải không? Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra anh chính là kẻ đã 5 lần loại tôi vô căn cứ rồi. Cô nói luyên thuyên cái gì thế? Muốn tôi báo cáo sếp đuổi cô ra khỏi đây không? Anh nói đi, tôi cũng không ngại chỉ ra anh chính là người dám một tay che trời, qua mặt sếp lớn làm chuyện sằng bậy đâu. Khánh Hà trước kẻ đã từng cản đường hãm hại cô, khiến cô chật vật cũng không hề lép vế, mà chính hắn ta là người hậm hực bỏ đi trước. Nhìn hắn ta rời đi hẳn vào trong rồi, Khánh Hà mới thở dài lẩm bẩm. Chưa gì đã gặp suối quẩy thế này thì làm sao mà đầu xuôi đuôi lọt được chứ. Thôi thì kệ đi, đến đâu hay tới đó vậy. Ngó qua đồng hồ thấy sắp đến giờ vào điểm danh nên Khánh Hà cũng mau chóng di chuyển vào trong. Là một người mới, cô cũng trải qua những thủ tục như chào hỏi, giới thiệu bản thân và nói mấy lời hài hòa khi gặp các thành viên của phòng thiết kế. Chào hỏi hết một lượt rồi nhưng người cô muốn biết nhất lại không có mặt, không biết là Trúc làm một bộ phận nào. Khánh Hà? Khánh Hà vẫn đang ngó nghiêng thì bất ngờ bị trưởng phòng Tuyết Nhung gọi tên. À vâng, chị gọi em ạ. Cô qua đây. Vâng. Ngày đầu chưa cần làm gì vội, đọc hết chỗ tài liệu này trước đi. Xem ra Hương Ly nói rất đúng, miếng mồi ngon như SAM thật sự không dễ nuốt chút nào. Vừa đến đã gặp ngay tên hợm hĩnh khách dịch làm khó ở nhà để xe, còn giờ thì là màn chào hỏi có tâm hết sức của trưởng phòng thiết kế. Một người thiên về thiết kế như cô, nhưng lại được giao đọc một chồng tài liệu không có liên quan một chút nào. Đây nếu không là làm khó, thì chính xác là cảnh cáo rồi. Ngày đầu tiên hoàn toàn trái ngược với hy vọng của cô. Sao? Sợ nhiều không xem hết à? Không ạ. Là tại em thấy hình như mấy tài liệu này không hỗ trợ cho chuyên môn của em nên... Nên ý cô Khánh Hà là nói tôi giao việc thừa thãi sao? Em không có ý đó. Chỉ là em thấy không hợp lý thì em báo cáo lại thôi ạ. Cô là người mới mà đã có thái độ chống đối với cấp trên như thế này thì có lẽ là tôi không dám nhận một nhân viên như cô rồi. Đúng là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là cố ý làm khó cô, nhưng lại tỏ vẻ bị nhân viên mới coi thường. Kiểu người có dáng vẻ tỷ lệ nghịch với tính cách thực sự quá đáng sợ. Nhưng quá khứ của một người mới như Hà, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng thương tích,
nên cô sẽ không chịu đầu hàng với thử thách nhỏ này đâu. Em nghe mọi người khen chị hết lời, nói chị là một trưởng phòng khoan dung độ lượng, công tư phân minh. Em cứ nghĩ được làm nhân viên dưới quyền của chị sẽ không phải chịu áp lực chèn ép như trước đây em làm ở công ty cũ. Nhưng không ngờ mọi thứ chỉ là lời đồn thổi thôi. Cô mới nói gì? Cũng không nghĩ trong hoàn cảnh này bản thân có thể mặt dày nói trôi chảy mấy lời ngon ngọt nịnh bợ tô vẽ chị ta như vậy. Nhưng vì không muốn phiền bản thân thì cô chỉ có thể tự cứu mình khỏi đám kiến lửa này thôi. Dạ không có gì, coi như em hâm mộ nhầm thần tượng của mình thôi ạ. Cô đứng lại. Sao vậy chị? Rõ là chị bảo em mang số tài liệu này về vị trí của mình đọc cơ mà. À không cần nữa, để lại đây đi. Vừa nãy chỉ là bài test thử của tôi với cô thôi, xem như cô cũng có lập trường đấy. Con người rõ tâm cơ, song lại không thoát được sự xu nịnh, nhưng cũng không biết chừng đây chỉ là mồi nhử để kéo cô vào bè cánh của chị ta thì sao. Khánh Hà nhìn lớp Tuyết Nhung vài giây, liền chuyển ngay thái độ vui vẻ ngờ nghịch nói với chị ta. Ý chị là... Là vừa rồi chị chỉ thử em thôi ạ. Ôi, em cảm ơn chị đúng là một lãnh đạo tuyệt vời. Đừng có xu nịnh tôi. Tôi chỉ đang làm đúng vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo các cô các cậu thôi. Không, em từ nãy tới giờ có nịnh câu nào đâu. Là em nghe mọi người đồn đại về chị như nào thì em nói lại thế thôi ạ. Cô dẻo miệng lắm. Nhưng nếu không làm được việc thì cô vẫn bị loại như thường đấy. Em sẽ không để chị thất vọng đâu, thần tượng của em. Cái miệng cứng theo khuôn khổ của Khánh Hà bao năm qua đã chuyển sang khuôn bánh dẻo nuột nà. Không nghĩ chỉ vài phút mà cô đã biến mình thành một người hoàn toàn khác. Nói câu nào như rót mật vào tai đối phương câu đó, khiến đối phương cũng chuyển thái độ mau lẹ. Được rồi, bớt mấy câu khen ngợi lại đi. Để mấy tập tài liệu lại qua đây, rồi qua chỗ kia ngồi. Ơ, chỗ của em khi nãy chị phân là góc kia mà. Chỗ đó hình như hơi thiếu ánh sáng. Chuyển qua cạnh cậu Sơn ngồi đi. Có gì tôi nói cậu ta hướng dẫn cô cho nhanh vào việc. Dạ, em cảm ơn thần tượng ạ. Hóa ra tên Sơn làm cùng bộ phận này à? Nhưng mà hắn ta đi đâu rồi nhỉ? Rõ là vào trước mình cơ mà. Sao từ nãy lại không thấy? Hay là tên lười làm trốn việc? Khánh Hà ngồi vào chỗ mới của mình rồi, nhưng đầu óc còn bận suy nghĩ nên không để ý có đồng nghiệp phía sau đang ra hiệu, và phải tới khi cô bé ấy đưa tay khều khều vào lưng thì cô mới giật mình quay lại. Sao thế bạn ơi? Chị ngồi đây cẩn thận nhé. Tên Sơn này không phải người tốt đâu, cả... Đang giỏng tai lên nghe cô bé đồng nghiệp thì thầm dặn dò, nhưng còn chưa hết câu thì cô bé vội vàng dừng lại, quay về vị trí cũ tiếp tục bấm máy tính lạch cạch. Khánh Hà thấy vậy cũng hiểu ngay, liếc mắt nhìn ra cửa thì thấy tên Sơn đang di chuyển lại phía cô. Lại quan sát một lượt phòng làm việc, thấy ai cũng cắm cúi nghiêm túc, nhưng cảm giác cho thấy sự nghiêm túc này là do sợ hãi ép buộc tạo nên. Như thái độ của cô bé đồng nghiệp khi nãy và cả ánh mắt sợ sệt khi phát hiện tên Sơn về tới. Kẻ thứ ba có vẻ mặt tỷ lệ nghịch với tính cách, thật sự phí phạm khi bố mẹ ban cho hắn ta vẻ ngoài lịch sự mà tính tình thì hết phần thiên hạ. Đào Kim Sơn, tôi sẽ không để anh bắt nạt. Đào Kim Sơn, tôi sẽ không để anh bắt nạt, cũng như có cơ hội chèn ép những người như chúng tôi nữa đâu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào đồng nghiệp Đào Kim Sơn. Khánh Hà mỉm cười, chủ động lên tiếng chào hắn ta theo lễ thường, thì Đào Kim Sơn cũng mặt dày coi như chưa có chuyện gì trước đó, liền đáp lại cô. Chào đồng nghiệp mới, rất vui được hỗ trợ cô trong giai đoạn đầu làm quen với SAM. Rất hân hạnh, phiền anh giúp đỡ hết mình nhé. Đương nhiên rồi, Vũ Trần Khánh Hà. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, từ lúc đến công ty, Linh Vũ chưa vội làm việc ngay mà ngồi trước màn hình máy tính theo dõi hoạt động của phòng thiết kế. Qua hình ảnh camera, dù không nghe được tiếng, nhưng nhìn thái độ có thể thấy Khánh Hà rất khác so với lúc gặp anh ở quán cà phê và quán bar. Xem ra mấy vị ma cũ cũng không dễ dàng bắt nạt được cô gái có vẻ ngoài đơn thuần này. Nghe có tiếng gõ cửa, Minh Vũ đoán người đang vào là Duy Long thì liền nói vọng ra. Vào đi. Nói rồi Vũ tạm thời tắt màn hình máy tính, di chuyển qua bàn trà thì Duy Long cũng tiến vào ngồi đối diện anh. Sao, có manh mối rồi à? Không tra được gì hết, vì có người cố ý động tay chân. Nếu lỗi phần mềm thì có cách khắc phục, còn đây là cố tình rút dây cắm không cho camera hoạt động thì làm sao có hình ảnh lưu lại được. Các góc camera khác thì sao? Cẩn thận tới mức không có góc nào sơ hở, bảo vệ thì sơ suất, còn chúng ta lại chủ quan, nên giờ không cách nào tra ra kẻ làm trò bậy này. Trước đó, Minh Vũ rất muốn biết kẻ nào dám qua mặt anh, nhưng sau một đêm suy nghĩ, anh lại thấy chưa cần thiết thu lưới vội mà chỉ hỏi Duy Long một số việc liên quan. Mấy lần tuyển trước, là do ai chịu trách nhiệm làm việc với các ứng viên đầu tiên? Đương nhiên là có hai người của phòng thiết kế và một nhân viên ở bộ phận tiếp tân sẽ giúp các ứng viên lấy số thứ tự phỏng vấn. Thường thì tôi giao việc này cho Tuyết Nhung chỉ đạo, nhưng tôi nhớ không nhầm thì có cậu Sơn và cô Trúc là hai người thường xuyên hỗ trợ.
Hình như cậu Sơn này là họ hàng với Tuyết Nhung phải không? Đúng rồi. Người của bộ phận ông thì ông cho đánh giá đi. Tài năng không đặc sắc, nhưng là vì em họ của vợ tương lai của ông nên tôi mắt nhắm mắt mở thôi. Động tác đang xoay xoay chiếc điện thoại của Minh Vũ liền bị câu nói của Duy Long làm cho dừng lại, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn bạn thân hắng giọng. Ông là muốn chọc tức hay là cố ý nói điều tôi vậy? Tôi nói không đúng sao? Tôi hứa hẹn gì với cô ta mà bảo là vợ tương lai, linh tinh. Quan hệ hai nhà lâu nay vốn rất tốt, còn thêm chuyện ba mẹ ông công khai quý mến người ta ra mặt, thì liệu là ông có tránh được không? Minh Vũ này một khi không thích thì chẳng ai bắt ép được. Vậy thì cố mà ra vẻ cứng rắn, đừng cho đối phương có cơ hội tiếp cận. Được rồi, bỏ qua chuyện của tôi đi. Còn cô Trúc thì sao? Là người của ông à? Định ăn miếng trả miếng tôi đấy à? Cũng không hẳn là ăn miếng trả miếng, nhưng vì nghĩ tới bé trợ lý thân cận Thảo Vi, sáng này mới cho anh ta uống nguyên một ly cà phê đường thì cũng muốn thăm dò thằng bạn thân xem thế nào. Tôi đang là vì công việc chứ ai nhờ ông. Tôi và cô Trúc chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, chứ không phải mối quan hệ mờ ám. Hơn năm qua vẫn thấy cô ta an phận, không gây phiền. Thực ra tôi hỏi chi tiết là để hiểu thêm về nhân viên thôi. Thiết nghĩ việc này cha cố sẽ ra ngay, nhưng tôi vẫn chưa cần vội. Ông cứ để mọi chuyện như bình thường, rồi sau đó chúng ta thu lưới một thể. Ok, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi trước đây. Vội thế, còn chưa uống xong ấm trà mà. Tôi bận lắm, đi đây. Bình thường Minh Vũ đã cất công pha ấm trà ngon, ít nhất Duy Long cũng ngồi lại uống hết rồi mới đi, nhưng nay một ngụm cũng chưa buồn nhấp thì đúng là có chuyện thật rồi. Này, tôi hỏi thì khai thật đi, có phải ông và con bé Thảo Vi có gì với nhau đúng không? Tự nhiên lôi tôi vào, liên quan gì? Nghe mấy đứa nhân viên, rồi cả con bé Ly nhà tôi cũng nói, thì thông tin không sai được. Chắc chắn ông và bé Vi có chuyện gì, nên sáng nay con bé mới ấm ớ như vậy. Ông hay thật đấy, nhân viên của ông ấm ớ thì tự ông đi mà xem lại chứ, liên quan gì tới tôi? Nhưng ấm ớ kiểu quên não, tâm trạng trong ngực cành cây thì chỉ có vì tình thôi. Bé Vi là người biết rõ hơn ai hết, tôi chỉ uống cà phê đen không đường. Vậy mà bữa nay nó cho nguyên cả hũ đường vào là cớ làm sao? Nhân viên của ông làm sai thì tự ông đi mà xử lý, tôi không rảnh. Ơ, mặc kệ Minh Vũ ơ a, thì Duy Long cũng chỉ đáp lại một câu cộc lốc như thế rồi đứng dậy. Rõ ràng là có chuyện mà cứ tránh né. Cái thái độ cùng với hành động nóng vội, mất kiên nhẫn kia, nếu không phải là giận hờn thì cũng là thất tình. Này, đứng lại đi, tôi còn chưa nói xong mà. Không liên quan, ông không uống được thì bảo người ta pha lại ly khác, chứ phàn nàn với tôi ích gì. Phải rồi, hai đứa cãi nhau xong người cuối cùng nhận thiệt lại là tao. Đã thế cho nghỉ việc luôn, chứ đi làm mà để quên não ở tận đầu tận đâu thì hiệu quả hiệu suất gì chứ. Hành động vừa cầm vào tay nắm cửa của Duy Long bị dừng lại bởi ý tứ câu cuối cùng trong câu nói của Minh Vũ. Cứ tưởng là Duy Long sẽ quay lại mắng Minh Vũ theo thói kệ quyền bắt nạt nhân viên của mình như mọi lần, nhưng lúc này Long chỉ nhàn nhạt nói một câu tùy ông, khiến Minh Vũ chỉ biết lắc đầu nhún vai. Duy Long từ phòng của Minh Vũ đi ra, nhưng chưa vội về phòng làm việc của mình mà đi thẳng xuống bộ phận thiết kế để kiểm tra tiến độ công việc của mọi người, nhân tiện hỏi thăm tình hình nhân viên mới thế nào. Đi hết một vòng và người được hỏi thăm cuối cùng là Khánh Hà. Sao rồi, từ sáng tới giờ đã làm quen hết mọi người chưa? Em chào sếp, em cũng làm quen với mọi người một lượt rồi, còn công việc thì anh Sơn đang hướng dẫn ạ. Ừ, có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi các anh chị đi trước. Vâng ạ, cố gắng lên nhé. Dạ, em cảm ơn sếp. Quay người đi rồi, nhưng không hiểu sao Duy Long cứ có cảm giác quen thuộc, nhất là vừa nãy Khánh Hà vô tình nở nụ cười. Bất giác, Long nhớ lại những giấc mơ gần đây, bản thân hay mơ tới, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện và nụ cười của cô bé nhỏ có ma núm đồng tiền ấn tượng với Long mãi. Trở lại phòng làm việc của mình, nhưng Long vẫn chưa thoát khỏi mấy suy nghĩ ấy. Nhưng lúc này, hình ảnh ngôi nhà nhỏ ven sông lại hiện rõ như ban ngày. Có cả tiếng ai đó gọi Long, cảm giác như ngày nhỏ bản thân đã từng rất quen thuộc với nơi đó. Cố gắng nhớ thêm chút nữa thì cơn đau đầu ập đến khiến Duy Long phải dừng lại. Mà không hiểu sao, từ ngày ba mẹ anh bị tai nạn qua đời thì Long rất hay gặp ác mộng, và gần về đây thì cứ vài hôm lại xuất hiện những giấc mơ lạ mà trước đó chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra. Không lẽ còn chuyện gì mà ba mẹ chưa kịp nói hay sao? Duy Long vẫn đang xoa xoa hai thái dương hòng làm giảm cơn đau đầu thì bất ngờ nghe cái cạch, và người tự nhiên bước vào mà không thèm gõ cửa đó là Trúc. Anh đang làm gì đấy? Từ ngày được sắp xếp vào SAM làm việc là Trúc tự cho mình cái quyền vô tư như ở nhà. Ỷ vào sự nhân nhượng hết lần này tới lần khác của Duy Long mà cô ta càng ngày càng vô phép tắc. Hôm nay giống như giọt nước tràn ly, lại đúng lúc trong người khó chịu, nên Duy Long không còn kiên nhẫn cho sự vô lối này nữa. Trúc, tôi nhắc nhở em lần thứ mấy rồi?
Bộ em không hiểu hay là cố tình không coi trọng lời nói của tôi? Anh, sao anh lại to tiếng với em vậy? Em chỉ là có ý vào hỏi thăm anh thôi mà. Nếu không vì nể tình em giúp đỡ tôi ngày đó, thì tôi không có kiên nhẫn tới ngày hôm nay đâu. Tôi nhắc lại lần cuối, nghiêm túc vào công việc, cấm ỉ vào mối quan hệ quen biết này mà không còn quy củ. Nếu có lần sau, thì chính tôi sẽ đuổi việc em đấy. Vâng, em nhớ rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Anh đừng có la em nữa được không? Em sợ nhìn thấy anh giận dữ lắm. Ra ngoài làm việc đi. Vâng. Trúc trong lòng hậm hực, nhưng không dám quá phận vì sợ mất chỗ bám víu là Duy Long. Nói gì thì sau Minh Vũ, vẫn là Duy Long có tiếng nói ở đây, nên cô ta chọn nhẫn nhịn đi xuống vị trí làm việc của mình. Nhớ lại thời điểm mẹ con Khánh Hà bị đuổi ra khỏi nhà, thì sau đó không lâu, Trúc cũng theo tên nhân tình vào Sài Gòn làm ăn. Cô ta tin tưởng hắn một lòng một dạ vì mình, nên có bao nhiêu vốn liếng đều đưa cho hắn ta giữ hết, mà không biết rằng hắn ta tâm cơ lừa tiền của mình. Mấy ngày đầu hắn tỏ ra chiều chuộng, nhưng chỉ sau đó ít hôm, hắn đã bốc hơi cùng với số tiền cô ta lấy được của bố mẹ. Hắn bỏ trốn mà không để lại cho cô ta một xu nào cả, ngoài cái điện thoại rẻ tiền và mấy bộ quần áo hàng chợ. Không biết đi đâu về đâu, Trúc lang thang như kẻ vô gia cư thì vô tình gặp Duy Long bị tai nạn ngay khúc cua vắng người. Thực ra khi đó Trúc không hề có ý nghĩ giúp đỡ, nhưng khi thấy Duy Long giơ tay cầu cứu thì cô ta nhận thấy trên tay Long đeo chiếc đồng hồ rất giá trị, lại nhìn bộ quần áo cũng là hàng hiệu, liền đoán Long là người có tiền thì vội vàng đi lại giúp đỡ. Ban đầu Trúc chỉ nghĩ giúp Duy Long thì kiểu gì cũng được anh ta đền đáp ít tiền trang trải qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng khi phát hiện Long là con trai của gia đình rất giàu có, liền chớp cơ hội vẽ ra hoàn cảnh gia đình mình đáng thương. Cô ta nói vào đây kiếm việc làm nhưng bị bạn lừa hết tiền nên không có chỗ ăn chỗ ngủ. Và cuối cùng câu chuyện hoàn cảnh được cô ta kể lể với tâm trạng đau khổ cũng khiến Duy Long rủ lòng thương. Và hơn hết là Long muốn báo đáp sự giúp đỡ của cô ta. Duy Long tốt bụng thuê cho Trúc một căn nhà trọ đàng hoàng để ở, sau đó còn đưa cô ta vào làm ở bộ phận tiếp tân của công ty. Chính vì có mối quan hệ quen biết này với Duy Long mà hơn năm nay Trúc sống an nhàn, không cần lo cơm ăn áo mặc. Nếu vào một người khác, có lẽ chọn lựa sự an phận để có cuộc sống yên ổn, nhưng Trúc ngược lại quá tâm cơ, muốn mình được là công là phượng, nên nhiều lúc cô ta ảo tưởng mình chính là người thân thiết, là người quan trọng với Long, nên không có phép tắc quy củ. Và hôm nay, cô ta lại phạm phải lỗi lầm không nên lặp lại, để rồi hậu quả nhận về là sự nghiêm khắc của Duy Long. Mới đó mà đã tới giờ ăn trưa, tất cả nhân viên đang di chuyển xuống nhà ăn của công ty, nhưng Trúc vẫn ngồi ngây ra ở quầy tiếp tân, thì tên Sơn đi lại vỗ vai. Ngồi đợi anh hả em yêu? Tránh ra, anh bị hâm à? Đi ăn cơm thôi. Anh đi trước đi. Không đi với anh là muốn đợi cô chị cùng bố khác mẹ của em đi chung à? Trúc vẫn còn hậm hực chuyện mình bị Duy Long mắng lúc trước, sẵn nghe tên Sơn nhắc tới Khánh Hà càng khiến cô ta lên cơn. Đổ nghiệp chướng cho chị cái gì? Thì dù sao nó cũng sinh ra trước em mấy tháng mà. Nhưng có điều này anh phải công nhận là con danh đó quá kiên trì. Năm lần khiến nó thất bại mà nó vẫn không chịu từ bỏ. Thì nó giống con mẹ nó chứ sao nữa. Chính vì mẹ nó cứ bám lì ở căn nhà cũ và nhờ vào sự hậu thuẫn của ông nội nên ba mẹ con em mới không có danh phận. Mãi đến khi ông nội mất thì bà nội với bố em mới đuổi được mẹ con nó đi đấy. Được rồi, giờ nó đã rơi vào tay chúng ta thì sợ gì không có cơ hội giúp bản thân hả giận. Huống chi em còn có giám đốc Duy Long chống lưng nữa. Bỏ qua đi, mình ăn no bụng trước đã. Đi thì đi. Tên Sơn cùng phe đấy, nhưng Trúc cũng không kể quá trình quen Duy Long cho hắn ta nghe, mà cứ để hắn cũng như tất cả nhân viên ở đây hiểu nhầm cô ta chính là người quan trọng của Long. Có như vậy mới không có ai dám ức hiếp cũng như dám lên mặt với cô ta. Mọi người gần như đi ăn hết rồi, nên Khánh Hà cũng theo mấy em cùng phòng xuống nhà ăn công ty. Hương Ly cùng với Thảo Vi ở sảnh trước, đợi mấy người bọn Hà xuống là nhập đoàn ngồi cùng nhau. Minh Vũ và Duy Long trưa nay không có ý ra ngoài dùng cơm, nên rủ nhau qua nhà ăn của công ty. Thì thoảng cũng phải kiểm tra đột xuất, xem chế độ ăn của nhân viên thế nào và cũng là tạo không khí gần gũi với nhân viên. Lúc này, nhóm nào vào vị trí của nhóm đó, chỉ có bàn của Tuyết Nhung là có ít người ngồi nhất. Mặc dù rất muốn gọi Minh Vũ qua ngồi ăn cùng, nhưng cô ta vẫn giữ ý tứ. Trúc nhìn ra tâm tư của Tuyết Nhung, liền tính giúp đỡ, cũng là muốn lấy lòng cô ta, nên định đứng lên gọi Duy Long qua ngồi cùng, thì kiểu gì Minh Vũ cũng qua, nhưng tiếc là cô ta chậm hơn Hương Ly một bước. Hai sếp ơi, qua chỗ tụi em ngồi đi, bên em còn chỗ này. Thực ra mấy việc như này thi thoảng vẫn xảy ra nên mọi người cũng không có để ý nhiều, chỉ là có hai người bên kia giận tới mức muốn tăng xông thôi. Nhưng chẳng có ai thèm để tâm, và Minh Vũ trước câu mời chào nhiệt tình của em họ liền không một giây đắn đo hay do dự, đi thẳng một mạch tới đó, thì Duy Long cũng đành bước theo sau. Khánh Hà cứ nghĩ Hương Ly mời xếp Duy Long
và sếp trực tiếp của bộ phận kế hoạch nên cũng không tò mò quay lại. Nhưng khi thấy bạn thân kéo ghế của mình nhường lại thì cô mới mắt tròn mắt dẹt nhìn lên người đang bưng khay cơm đứng đối diện. Minh Vũ biết rõ Khánh Hà ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình, nhưng anh vẫn thản nhiên nói: "Tôi và giám đốc Long ngồi cùng mọi người không vấn đề gì chứ?" "Dạ không có gì đâu sếp, càng đông càng vui ạ." "Vậy mọi người tự nhiên ăn cơm đi." "Vâng, chúng em mời hai sếp ạ." Sau câu mời đó thì ai cũng tập trung vào phần ăn của mình, chỉ có Khánh Hà là không được thoải mái. Minh Vũ nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn như lúc mới vào, cố tình hỏi một câu như chưa từng quen biết cô. "Trông bạn này rất lạ, người mới à?" Mọi người nghe Minh Vũ hỏi thì không để cho Khánh Hà trả lời trước, mà tất cả đồng loạt nói lời giống nhau. Riêng Hương Ly chỉ chống đũa cười tủm. Khánh Hà nhìn bạn thân cười khúc khích thì điên lắm. Cái không cần giấu giếm thì giấu cho kỹ, còn về tên anh họ là sếp lớn của cô thì không thèm nhắc trước tiếng nào. Thế nhưng dù có hậm hực với bạn thân bao nhiêu thì trước nhiều người, Khánh Hà cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui vẻ đáp lời đối phương, đồng thời cũng là sếp tổng của cô. "Vâng, em là nhân viên mới ạ." "Bạn người Bắc à, tên gì?" "Dạ em là Khánh Hà, quê gốc ở Hà Tây cũ rồi là Hà Nội ạ." "Tôi được biết Hà Nội cũng có nhiều cơ hội cho các bạn lựa chọn, mà tại sao lại phải vào tận nơi xa xôi này?" "Em muốn thử sức ở một nơi mới, biết đâu cơ hội mở rộng với em hơn ạ." "Vậy thì cố gắng thôi nhỉ." "Vâng." Bữa ăn trưa áp lực cuối cùng cũng qua đi, hai vị lãnh đạo đi trước, Khánh Hà cùng với hai đồng nghiệp của mình đi về sau. Về lại phòng làm việc, bấy giờ Khánh Hà mới nhắn tin mắng bạn thân, nhưng Ly là ai chứ, lươn lẹo là nghề rồi, không chối cũng không thanh minh, mà chỉ bảo mình não cá vàng, rồi gửi qua mấy hình icon mặt cười, thế là hết chuyện. Trước độ lầy lội của bạn thân, thì Khánh Hà chỉ có thể cười trừ, chứ làm gì còn cớ mà mắng nữa. Giờ này mọi người đã đi nghỉ trưa hết, chỉ có Khánh Hà ngồi lại xem qua một số tài liệu về SAM. Vì quá tập trung nên cô không phát hiện ra Trúc đang đi tới gần mình, mà phải tới khi cô đưa tay gõ gõ lên mặt bàn thì Khánh Hà mới ngẩng mặt lên. Có điều trước cái nhìn không được thân thiện của Trúc cùng câu hỏi khiếm nhã của cô ta thì Khánh Hà vẫn phớt lờ mà không để tâm. "Mày nhìn thấy tao mà không biết chào hỏi à?" "À con khốn này, mày mới vào mà dám không trả lời tao hả?" Khánh Hà đến câu thứ hai vẫn không thèm tiếp lời mà giả vờ ngó nghiêng thì cô ta như con điên lên cơn. "Con chó này, tao đang nói chuyện với mày đấy, ngó nghiêng cái gì?" "Tao đang tìm xem có con chó nào ở đây không, nhưng rất tiếc là không. Xin lỗi nhá, tao là người có tên có tuổi đàng hoàng." "Mày còn khốn." "Ồ, hóa ra con chó đang sủa trước mặt tao đây à, thật đáng thương quá." "Còn mất dạy, mày câm miệng lại đi. Ở đây không có đồng loại của mày đâu mà cứ sủa ông ổng lên như vậy. Im lặng để mọi người còn nghỉ chưa?" "Mày dám nói tao là chó, tao táng chết mẹ mày." Vẫn nghĩ Khánh Hà sẽ bị bắt nạt như ngày vừa mới tốt nghiệp, đâu biết rằng cô bây giờ đã khác trước rất nhiều. Thoát khỏi lũ người mất nhân tính, cô còn sợ gì mà không dám bật lại. Huống hồ giờ cô còn có bạn thân là trưởng phòng kế hoạch, cùng lắm cô mặt dày nhận quen biết với Minh Vũ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng không thể nhẫn nhịn cái loại mất dạy này. Tuy nhiên phương án nhận thân quen chỉ là biện pháp đường cùng nhất, còn giờ cô phải dạy cho con láo toét này một bài học mới được. Trúc miệng gào thét muốn đánh Khánh Hà, nhưng cô ta mới chỉ trợn mắt vung tay liền bị Khánh Hà vặn một cái rắc. Không một động tác thừa, cô khiến Trúc mặt nhăn nhó la lên: Mày dám!" Nhưng mặc cho Trúc la oai oái thì Khánh Hà cũng không giảm bớt lực, cô còn ghì chặt hơn và nói chậm từng lời nhắc nhở cho cô ta hiểu vì sao bản thân dễ dàng bị thất bại. "Khi mày chỉ biết khóc nhè ăn vạ thì tao đây đã phải xách nước đuổi gà. Khi mày chỉ biết đi chơi diện quần áo đẹp thì tao đã phải chăn trâu cắt cỏ. Khi mày ăn no rừng mỡ thì tao phải cuốc đất trồng rau. Thì mày nghĩ xem, cái thứ nhõng nhẽo ăn hại như mày đòi đánh được một đứa lao động quần quật như con trâu từ tấm bé hay sao?" Nói dứt lời, Khánh Hà cố tình đẩy Trúc ngã chúi xuống đất khiến cô ta đau tái mặt. Nhưng như này chưa là gì so với nỗi đau mà cô đã từng phải chịu đựng. Có điều ở đây là công ty, Khánh Hà chỉ muốn cảnh cáo chứ không muốn làm to chuyện, nên cô chỉ làm thêm hành động, dùng một chân dẫm mạnh lên bàn tay của Trúc, lạnh giọng nhắc nhở: "Đây chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu mày vẫn muốn gây sự chửi láo lần nữa thì không phải là cái tay này đâu, mà tao sẽ đập nát cái bản mặt mày ra đấy. Không tin thì cứ thử đi." "Mày dám dọa tao, mày có biết tao là người của sếp Long không?" Hóa ra cô ta là dựa vào người đứng sau Minh Vũ à? Được lắm, vậy thì chị đây cũng không có ngán đâu. Đúng là con gái của Tiểu Tam thì suốt đời cũng chỉ là loại thấp hèn, mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau chính thất. Mày có đắp gì lên người
cũng không gột bỏ được hết vị phèn của loại hạ tiện đâu. Tao khuyên mày nên bớt bớt đi, kẻo có ngày điên vì ảo tưởng đấy. Trúc bị Khánh Hà sỉ nhục thì mặt hầm hầm, cô ta không đấu lại được với cô thì chạy vội đi tìm Duy Long mách lẻo. Đến phòng của Duy Long, Trúc cố tình rũ tóc rối lên, tự cấu vào mu bàn tay cho đỏ ửng hơn, dặn thêm ít nước mắt cá sấu, rồi vào phòng của Long làm như bản thân bị ấm ức lắm. Lại sao đây? Làm gì mà đầu bù tóc rối? Vẫn chứng nào tật đó không sửa thế? Anh đừng vội mắng em được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Là cái cô nhân viên mới của phòng thiết kế tên là Khánh Hà. Em chỉ muốn tìm anh Sơn có chút việc, hỏi thăm rất lịch sự. Nhưng không biết cô ta tức giận vấn đề gì mà không thèm trả lời. Đã thế còn thái độ với em nữa. Khi đó em có hơi bực, lỡ nói vài câu mà cô ta nổi điên lên, điển vặn tay em, rồi còn đẩy em ngã xuống đất. Vừa nói, Trúc vừa chìa bàn tay đỏ ửng của mình ra trước mặt Duy Long khóc lóc, kể lể hòng lấy sự thương hại. Ôi, cánh tay của em chắc không xong rồi. Anh nói xem, một người mới vào mà hành động như vậy có phải là quá đáng không? Em thực sự chỉ là hỏi tìm cậu Sơn sao? Anh không tin em sao? Từ đó tới giờ em đã gây sự với ai đâu? Em chỉ là có chút không giữ phép tắc với anh thôi. Nhưng nếu anh không thích, thì từ nay em sẽ rút kinh nghiệm, ra vào xin phép gõ cửa cẩn thận. Được rồi, xuống phòng y tế lấy thuốc bôi vào đi. Hết giờ làm việc, tôi sẽ xử lý chuyện này. Vâng ạ. Trúc rời khỏi phòng làm việc của Duy Long, liền lau khô mấy giọt nước mắt cá sấu, cười nhếch mép nguyền rủa Khánh Hà. Con khốn, dám lên mặt với tao à? Để rồi xem, lần này mày có cút khỏi đây không? Biết rằng không nên có ý nghĩ nghi ngờ về người đã từng giúp đỡ mình khi gặp tai nạn, nhưng không hiểu sao hơn một năm nay rồi mà Duy Long vẫn không có được thiện cảm tốt với Trúc. Cái mà Long có thể đền đáp lại sự giúp đỡ của Trúc đối với mình là tìm một chỗ ở tốt và một công việc ổn định, cũng nhắc bản thân mắt nhắm mắt mở cho qua những sai phạm của cô ta trong phạm vi quản lý của mình. Thế nhưng đến giờ này, Duy Long cũng đang mất dần sự kiên nhẫn vì Trúc liên tục tái phạm, coi sự nhân nhượng của anh giống như lá chắn để bản thân thích làm gì thì làm. Có lẽ anh cần phải xem xét lại mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng trước khi tới quyết định. Gần hết giờ làm, Duy Long qua phòng thiết kế một lần nữa, coi như anh đi kiểm tra giám sát tiến độ của mọi người như bình thường. Có điều đứng từ góc độ nào đó, cũng chỉ thấy Khánh Hà nghiêm túc với công việc, trao đổi hỏi han với đồng nghiệp bên cạnh, với thái độ hài hòa, thật sự nhìn không giống một cô gái thô thiển thiếu lịch sự chút nào. Phải chăng sự tố cáo của Trúc có điều không đúng? Duy Long vẫn đang thầm quan sát và phân tích, thì điện thoại báo có tin nhắn gửi tới. Sau khi mở ra xem, Duy Long liền xoay người đi thẳng lên phòng của Minh Vũ. Trên này, Vũ đã chuẩn bị một ấm trà mới cùng với chiếc máy tính đã được mở sẵn, tính bàn lại với Duy Long về việc triển khai kế hoạch mới ra mắt sản phẩm vào lễ tình nhân này. Như lẽ thường, Duy Long gõ cửa hai cái rồi tự mở cửa đi vào phòng làm việc của Minh Vũ và cũng không để bạn mở màn vấn đề mà bản thân chủ động hỏi luôn ngay sau khi ngồi xuống. Ông tìm tôi có việc gì vậy? Có trà ngon nên gọi ông lên thưởng thức. Ông nghĩ tôi rảnh vậy sao? Rồi rồi, biết ông đang rất bận, nhưng mà có trà mới thật. Nào, uống thử xem. Duy Long nhấp ngụm trà bạn mới pha thì gật đầu, vẻ mặt cảm thụ cũng giãn ra. Uống được đấy. Tôi thấy rất được, từ giờ chuyển sang loại này nhỉ? Ừ. Duy Long lại gật gù, rồi đặt ly trà xuống bàn. Ông gọi tôi là muốn bàn kế hoạch sắp tới à? Ừ, tôi muốn bổ sung thêm vài mẫu mới nữa, ông thấy sao? Mấy hôm rồi tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nếu vậy thì chúng ta cứ quyết định bổ sung thêm đi. Vậy ông xem triển khai sớm nhé. Tôi muốn vào đúng dịp lễ tình nhân này, sẽ tung ra bộ sản phẩm mới, không chỉ đáp ứng tiêu chí chất lượng mẫu mã, kiểu dáng cũng phải đặc sắc. Cũng hơi căng, vì gần dịp Tết Nguyên Đán, có lẽ cần phải tăng ca liên tục mới kịp. Vậy ông về bàn với Tuyết Nhung và Hương Ly đi. Được, có gì tối nay về tôi sẽ lên chi tiết rồi báo ông. Mà trà ngon đấy, nhưng giờ tôi phải xuống chỗ bảo vệ làm việc một chút. Tôi đi đã nhé. Thấy Duy Long vội vã muốn rời đi thì Minh Vũ khoát tay hỏi với. Có việc gì mà vội vàng xuống chỗ bảo vệ thế? Chuyện vặt của nhân viên thôi, nhưng không xử lý cũng không được. Chuyện vặt của nhân viên mà đích thân ông đi thì đâu còn coi là chuyện vặt nữa. Nói xem là vấn đề gì? Duy Long thở dài, ngồi lại xuống ghế, nhấp thêm ngụm trà nữa rồi mới trả lời câu hỏi của Vũ. Cô Trúc ở bộ phận tiếp tân tố cáo cô nhân viên mới Khánh Hà ở bộ phận thiết kế ra tay đánh mình và còn tỏ thái độ chỉ vì lý do rất bình thường. Sao cơ? Thì đấy, tôi thật sự không hiểu nổi là hai người đó thuộc hai bộ phận khác nhau, làm gì đã quen biết tới mức phải gây lộn đánh nhau chứ? Ông nói rõ lý do đi. Nghe cô Trúc kể là sau giờ cơm trưa, cô ta có lên phòng thiết kế tìm cậu Sơn, nhưng lúc đó mọi người đi nghỉ hết, chỉ có mình Khánh Hà ở phòng làm việc, và cô Trúc có hỏi cô Hà,
nhưng cô Hà không thèm trả lời tử tế mà còn tỏ thái độ quá đáng. Thấy hơi bất mãn nên cô Trúc có nói vài câu thì bị cô Hà vặn tay đẩy ngã và còn bị cô Hà lấy chân dẫm lên tay cảnh cáo nữa. Dù mới biết Khánh Hà nhưng Minh Vũ không tin cô là con người thô thiển thiếu lịch sự. Để xảy ra trường hợp động tay chân thì chắc chắn cũng phải có nguyên do dẫn đến. Một cô gái thông minh biết ăn nói như Hà sẽ không dại gì mà ngày đầu đi làm lại muốn gây thù chuốc oán với nhân viên cũ. Mà nếu như cô là người không ra gì thì Hương Ly đâu có thể tùy tiện kết bạn làm thân được. Ông không cần phải xuống chỗ bảo vệ đâu. Tôi mở camera cho ông xem. Không rõ tiếng nhưng hình ảnh và thái độ cũng đoán được đôi phần. Có điều trước khi xem, tôi muốn nói cho ông biết mối quan hệ của Khánh Hà và Hương Ly. Họ chính là bạn thân của nhau gần 2 năm rồi. Sao cơ? Ông nói Khánh Hà và Hương Ly là bạn thân của nhau? Ừ, tôi cũng mới biết cách đó không lâu. Và tôi còn có một cuộc gặp gỡ không ngờ với cô gái này nữa cơ. Minh Vũ bấy giờ mới kể lại ngày anh vô tình gặp Hà, rồi kể luôn cả việc nhầm lẫn của cô với anh. Cũng không quên kể chi tiết vụ Khánh Hà xử lý cái tên xem mắt với cô hôm đó, rồi cả câu chuyện giải tập của Ly và cô, thì Duy Long hai tay xoa xoa lên thái dương lắc đầu thở dài. Rồi rốt cuộc, ông biết rõ người ta mà trưa nay vẫn còn diễn. Thì cũng tại câu chuyện giải tập của Hà và Ly trước đó, nên trước đông người tôi phải làm vậy thôi. Chẳng lẽ nói quen biết để mọi người lại nghĩ là cô đi cửa sau à? Chưa gì đã sợ thiệt cho người ta rồi. Tôi là không muốn người ta bị phiền, chứ lo lắng với thiệt hơn gì. Nhưng với tôi, thì tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà người như Hà lại gây sự đâu. Được rồi, ông mở camera đi, chúng ta cùng check xem thế nào. Hai người đàn ông xem đi xem lại đoạn video giữa hai cô gái. Xong khi dừng lại chừng một phút thì Minh Vũ lên tiếng. Hình như từ đầu cho tới chỗ hai người họ xích mích thì tôi thấy Khánh Hà rất bình thường. Nhưng cô Trúc thì ngay từ lúc đó đã tỏ thái độ thì phải. Đây, ông zoom hẳn lên cho tôi xem có đúng không? Vẻ mặt này có phải là đang tỏ thái độ không thiện cảm không? Ừ, nhưng tôi nghĩ câu chuyện giữa hai người này không hề liên quan tới cậu Sơn. Ông cũng biết đọc khẩu hình miệng cơ à? Tôi biết là ông cũng nhận ra điểm mấu chốt này, nhưng tôi muốn thử họ một chút. Vậy gọi luôn hai cô đó lên văn phòng của tôi đi. Được. Duy Long sau khi cho người gọi Trúc và Khánh Hà lên thẳng phòng của Tổng Giám Đốc, thì lúc sau cả hai cùng có mặt. Khánh Hà đứng trước Minh Vũ, vẫn tỏ thái độ bình thường, và cô nghĩ sự việc đi tới bước này chắc chắn là do Trúc mách lẻo với Giám Đốc Duy Long. Nhưng không sao, cô sẽ tùy cơ ứng biến. Duy Long nhìn qua hai người một lượt rồi hắng giọng nói. Việc hai cô gây hấn với nhau, bây giờ tôi sẽ xử lý dứt điểm. Có mặt xếp tổng ở đây thì các cô có sao hãy nói đúng sự thật. Cô Trúc, cô tố cáo cô Khánh Hà thì mời cô trình bày trước. Trúc không ngờ là Duy Long lại gọi cả hai lên phòng của xếp tổng để giải quyết. Không phải là cô ta đã có ý sang mách lẻo để Long xử lý riêng Khánh Hà rồi sao? Vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Cô Trúc, cô nghe tôi nói gì không? À vâng. Biết là giờ này không còn cách nào khác nên Trúc buộc phải diễn theo câu chuyện đã kể lể lúc chơi với Long và giờ nói lại cho Vũ nghe, cũng như dồn Khánh Hà vào thế bị phạm lỗi. Chuyện là sau giờ cơm trưa, em nhớ ra việc cần hỏi anh Sơn, nên đi lên phòng làm việc tìm anh ấy. Nhưng khi đó trong phòng không có ai ngoài cô Hà, là người cũ nên em biết ý hỏi han rất lịch sự. Nhưng không biết cô Hà có vấn đề là gì hay là do không có thiện cảm với em mà phớt lờ rồi còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt ạ. Trước tình huống đó em có chút bất mãn nên có nói vài câu với cô Hà thì không ngờ cô ấy thẳng tay đánh em và còn đẩy em ngã xuống đất. Chưa chịu dừng lại, cô Hà còn dẫm chân lên tay của em, cảnh cáo không được nói với sếp Long ạ. Nghe câu chuyện do Trúc tự biên tự diễn khiến Khánh Hà thực sự bất ngờ. Cô ta miệng lưỡi điêu ngoa ngang ngược như vậy chắc hẳn là do có sự ưu ái của hai lãnh đạo lớn rồi. Bảo sao sau buổi chiều im ắng thì vừa hết giờ làm cô đã bị gọi thẳng lên phòng của sếp lớn thế này. Minh Vũ ơi là Minh Vũ, Duy Long ơi là Duy Long. Hóa ra các anh cũng chỉ là những tên có vẻ ngoài hơn người, đồng lõa bao che cho kẻ biến chất tha hóa, làm việc thiếu ý thức. Thì các anh cũng giống họ thôi, tôi khinh. Cô Khánh Hà. Vâng, tôi nghe đây. Cô Trúc đã nói xong phần của mình, đến lượt cô có gì phản biện hay muốn nói thêm gì không? Đứng trước một phe cánh quyền lực như thế này, dù nhận sẵn kết quả thất bại, thì Khánh Hà cũng phải phản biện cho ra nhẽ, chứ không thể để cho kẻ mình ghét được đắc ý. Nếu số kiếp không cho cô được ngẩng mặt với đời, thì cô sẽ học theo nhà thơ Xuân Diệu, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Nếu hôm nay nhận định kết quả bị đuổi ra khỏi đây, thì cô cũng phải cho tất cả bọn họ xấu mặt với thôi. Dạ có chứ ạ. Dù hôm nay tôi một mình một ngựa, cũng nhất định phải nói rõ, không thể để bản thân bị hàm oan được. Minh Vũ nghe ra ý tứ trong câu nói của Khánh Hà, nhưng vẫn mặc nhiên để Duy Long xử lý sự việc. Vậy cô nói đi.
Tôi không biết một nhân viên có chỉ số IQ thấp như vậy sao lại có thể qua được vòng phỏng vấn khắt khe của SAM. Nhưng không sao, đó là thắc mắc riêng của cá nhân tôi, bởi luật lệ nào thì vẫn có lách luật được, đúng không? Và minh chứng tồn tại đó là cô Trúc đây, đã làm việc được hơn một năm rồi. Mày nói ai có IQ thấp hả con danh? Trúc đứng bên cạnh, nghe Khánh Hà nói mình có IQ thấp, liền nhảy dựng lên gào vào mặt cô, mà không biết rằng bản thân đang bộc lộ tính cách vô văn hóa của mình trước hai sếp. Chưa hết, cô ta còn quên mất vị trí của mình đang đứng ở đâu và xưng hô không đúng vai vế với cấp trên. Anh nói xem, cô ta có phải là rất quá đáng không? Cô Trúc, đây là phạm vi công việc. Cô xưng hô thân mật với giám đốc Long như vậy, có vẻ không hợp lý cho lắm. Tôi sẽ hiểu lầm đấy. Anh xem cô ta còn dám. Đúng là kẻ có IQ thấp, lại mang trong mình tâm lý ảo tưởng thì lại càng dở tệ. Trúc vẫn chưa nhận ra mình đang trở thành trò cười, tiếp tục nói mấy lời ngu ngốc khiến Khánh Hà nhịn không được cười thành tiếng, tiếp tục chế giễu cô ta. Ồ, giờ thì tôi hiểu tại sao cô dám mạnh miệng điêu ngoa, nói không thành có rồi. Kể ra có người chống lưng thì tốt thật đấy. Tuy nhiên cô suy nghĩ nông cạn quá, nên đã ảnh hưởng không tệ tới người che chắn cho cô rồi. Mày... Khánh Hà cũng hơi ngạc nhiên, vì bản thân từ nãy tới giờ, cố ý nói khó nghe và đối chất với Trúc có phần gay gắt. Nhưng cả Minh Vũ và Duy Long chỉ ngồi im nghe, chứ không hề có ý xen vào. Nếu đã vậy, thì cô phải bồi thêm một đòn nữa mới hấp dẫn chứ. Tôi nói cô IQ thấp, nhưng cô lại không nhận. Thì ngay bây giờ, tôi sẽ chỉ rõ cho cô hiểu nhé. Để lần sau muốn đổ tội cho ai, thì nhớ mà rút kinh nghiệm, làm khéo léo một chút. Nếu không, người đứng sau chống lưng cho cô cũng bị xấu hổ thay đấy. Một lần nữa, Trúc bị Khánh Hà chế giễu, khiến cơn giận lại được dịp bùng phát. Cô ta lúc này đúng kiểu cả giận mất khôn, vươn tay muốn tát thẳng vào mặt Khánh Hà, nhưng rất nhanh Hà đã tránh được và còn làm cô ta lỡ đà suýt ngã nữa. Trúc bị một vố mất mặt, vừa tức vừa xấu hổ, càng khiến cô ta hăng tiết, điên ngộ hơn. Mày dám? Ở đây còn có lãnh đạo, mà cô cư xử thiếu văn hóa. Cô coi hai sếp là không khí đấy à? Cô cố tình phải không? Xin lỗi, tôi chưa hề động thủ với cô, mà từ nãy tới giờ toàn là cô tự làm bản thân trở nên hèn kém. Tôi nhớ không nhầm thì vừa mới đây, cô còn lớn giọng phân bua với giám đốc Long, rằng mình là cô gái có nếp sống, thái độ hòa nhã không vô duyên, vô cớ gây sự với đồng nghiệp. Nhưng cô thử nghĩ lại xem, từ lời nói cho tới hành động của cô, có giống với kẻ côn đồ, ăn nói tầm bậy, thiếu giáo dục không? Khánh Hà nói, rồi đứng tránh hẳn sang một bên, bởi cô nghĩ đã tới lúc hai vị lãnh đạo kia không thể ngồi yên được nữa. Có điều Trúc vẫn cố chấp, không hiểu được ý tứ nhắc nhở của Hà, còn cho rằng bản thân bị ăn hiếp quá nhiều, nên mặt vẫn dày phân bua giải thích. Hai sếp, em không hề có ý không tôn trọng hai anh, mà vì cô Hà hết lần này tới lần khác sỉ nhục em thật sự bị oan mà. Đến giờ này vẫn còn chưa biết hối lỗi, tiếp tục diễn cảnh bản thân mới là người bị hại, khiến cho Duy Long không còn chút kiên nhẫn nào đối với Trúc nữa. Cô thôi đi. Anh Long, sếp Vũ còn chưa mắng em, mà anh nỡ lớn tiếng với em như vậy sao? Cô xem lại cách xưng hô của mình đi. Đã không có phép tắc, làm việc sai trái, còn đổ tội cho người khác. Xem chừng người gây sự không phải cô Hà, mà chính là cô đấy. Anh... Nhận thấy Duy Long đang rất bực bội, thì Minh Vũ bấy giờ mới đứng dậy. Tuy nhiên thay vì nạt nộ, thì anh chỉ nhàn nhạt hỏi hai cô gái trước mặt một câu. Trong phòng làm việc của lãnh đạo, mà hai cô thản nhiên cãi nhau, rồi còn động tay động chân. Hình như hai cô không có tôn trọng người làm lãnh đạo như tôi thì phải. Thấy Minh Vũ đứng lên với thái độ nghiêm nghị thì Khánh Hà khôn khéo giữ im lặng, nhưng Trúc thì ngược lại, miệng nói lời tha thiết xin xỏ, song vẫn không quên đổ tội cho người khác. Em xin lỗi sếp, là em xử sự không đúng, nhưng em cũng mong sếp xem xét lại giúp em ạ. Em nóng nảy như vậy cũng là do cô Hà nói năng xúc phạm em trước. Vậy được, để công bằng cho cả hai cô, và cũng không khiến cho giám đốc Duy Long mang tiếng thiên vị, thì tôi sẽ xử lý vấn đề ngay bây giờ. Trúc nghe Minh Vũ nói vậy, thì tưởng anh sẽ vì Duy Long mà bênh vực cô, nhưng không ngờ lời anh nói còn sâu cay hơn cả bản thân của mình. Tôi hỏi cô Trúc lần nữa, cô vẫn nhận định cô Hà là người gây sự trước và xúc phạm cô đúng không? Vâng ạ, những gì em kể hoàn toàn là sự thật. Vậy bây giờ tôi hỏi cô Hà, cô nghĩ sao về những lời buộc tội của cô Trúc dành cho mình? Đến lượt được giải trình lần hai thì tội gì không nói. Với lại từ nãy tới giờ, Khánh Hà cũng nhận thấy hai vị lãnh đạo không phải kiểu người thiên vị, nên cũng mau chóng nghĩ ra kế sách tự biện minh cho bản thân mà không sợ bị lộ nội dung cuộc trò chuyện. Thái độ dứt khoát tự tin đã chiến thắng phân nửa cuộc chơi rồi, vậy nên phân nửa còn lại phải nhờ vào tài ăn nói. Không có ý giải thích hay kể dài dòng, Khánh Hà mặt không đổi sắc, một câu đi thẳng vào vấn đề luôn.
Thưa sếp, em nghĩ là giải quyết sự việc này đơn giản thôi. Chỉ cần kiểm tra camera là xong. Với lại bộ phận khác em không nói, nhưng thiết nghĩ bộ phận thiết kế là trung tâm đầu não của công ty, nhất định có gắn camera tứ phía. Vậy nên em kiến nghị được xem xét thật rõ ạ. Cô không muốn kể lại sự việc sao? Không cần thiết ạ. Bởi em nghĩ hai sếp đủ nhận biết đâu là đúng đâu là sai khi xem xét diễn biến qua camera. Càng tiếp xúc, Minh Vũ càng thích cái cách mà Khánh Hà tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời cho đối phương thấy rõ sự thông minh sắc sảo của cô. Thực sự là một cô gái có nhiều bất ngờ và thú vị. Vậy tôi sẽ xem xét ngay bây giờ. Ai phải, ai trái sẽ biết ngay thôi. Nghe tới đây, thì Trúc cũng không còn mạnh miệng mà cũng hết cứng rắn. Sợ chậm một phút sẽ khiến bản thân nhục nhã, không còn chỗ giấu mặt nên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Sếp, không cần kiểm tra đâu ạ. Cô Trúc nói như vậy là có ý gì? Em xin lỗi sếp. Là do em không tự kiềm chế cảm xúc, khiến hai sếp mất thời gian và phiền toái ạ. Minh Vũ không quá bất ngờ với thái độ này của Trúc. Tuy nhiên anh không có ý định bỏ qua. Danh dự của con người là thứ không thể tùy tiện chà đạp, nên tôi nhất định phải kiểm tra để biết ai đúng ai sai mà phân định cho công bằng chứ. Sếp, em biết lỗi của mình rồi. Là do em đố kỵ với Khánh Hà nên đã làm ra việc không hay. Sếp không cần phải kiểm tra đâu ạ. Em xin nhận lỗi. Nói rồi cô ta lại vội vội vàng vàng quay sang Khánh Hà, bày ra vẻ mặt thật lòng năn nỉ, xin cô rủ lòng thương mà tha cho. Khánh Hà, là tôi không đúng. Tôi thấy Hà xinh đẹp tài giỏi nên đem lòng đố kỵ. Tôi thật sự thấy hối hận lắm rồi. Hà tha thứ cho tôi nhé. Đây đúng là tình huống mà Khánh Hà không nghĩ tới. Đã chuẩn bị cho Trúc bẽ mặt, nhưng không ngờ cô ta lại đi bước đi này. Xem ra chỉ số IQ của cô ta có sự chuyển biến theo thời gian, chính thức đánh bại sự trả đũa của cô và còn tự tìm đường lui cho bản thân nữa. Hay lắm Trúc, là tôi đã hơi mất cảnh giác với cô rồi. Nếu bây giờ tôi nói không tha cho cô, thì tôi có phải cũng giống như kẻ tiểu nhân như cô không? Muốn tôi mất điểm tĩnh trước lãnh đạo à? Kế sách của cô cũng thâm sâu đấy chứ. Khánh Hà nhìn Trúc thầm nghĩ, nhưng giây sau cô tự động viên bản thân phải thật bình tĩnh. Nếu cô ta đã đẩy cô vào hoàn cảnh không thể thay đổi quyết định, bắt buộc phải tha thứ cho sự vô lý của mình, thì cô cũng phải tranh thủ ghi điểm về cho bản thân chứ. Cô Trúc đây là tự nhận lỗi thật sao? Là tôi sai. Từ đầu tới cuối là tôi vô lý với Hà. Tôi thật sự xin lỗi cô, mong cô đừng để bụng mà tha thứ cho tôi. Diễn tâm trạng hay lắm. Nếu nói tha ngay thì có vẻ mất hứng. Vậy thì chị đây sẽ diễn thêm với em gái một chút nữa mới vui chứ nhỉ? Thực ra chuyện cũng chẳng có gì. Ngay từ đầu do bạn cố chấp, bạn làm quá vấn đề, nên bây giờ bạn phải tự chịu trách nhiệm thôi. Tôi biết rồi, tôi không dám trách cứ gì Hà đâu. Nói cho bạn rút kinh nghiệm, mà cũng là để ghi nhớ không có lần sau. Không chỉ với tôi, mà còn với những người khác nữa, bạn làm được chứ? Tôi hứa. Tôi hy vọng bạn nói được làm được. Còn nếu trường hợp bạn thất hứa, lỡ vi phạm với tôi thêm một lần nữa, thì dù bạn có kim bài miễn tử, tôi cũng nhất định không tha đâu. Không, nhất định không có lần sau. Minh Vũ suýt phì cười trước câu nói khôn khéo, nửa nhắc nhở, nửa đe nạt Trúc của Khánh Hà. Đúng là người thông minh thì luôn có cách khiến đối phương phải suy ngẫm. Có thể sau này không biết, nhưng hiện tại thì Trúc không dám ho he thêm một lời nào nữa. Tưởng đến đây là có thể kết thúc buổi phân xử, thì bất ngờ Khánh Hà lên tiếng giải thích với anh và Duy Long. Cái giọng tuy ra vẻ nhưng lại rất có lý, khiến anh và Long chỉ biết nhìn nhau tự cười trong bụng. Thưa hai sếp, chuyện con gái chúng em đúng là phiền phức, nhưng lỡ xảy ra rồi, thì em mong hai sếp giơ cao đánh khẽ ạ. Hai cô tự nguyện giảng hòa xong rồi sao? Dạ vâng ạ, sai thì cũng sai rồi. Thôi thì chúng em sai ở đâu, các sếp cứ phạt ở đó, em không có ý kiến ạ. Được rồi, nếu hai cô đã tự nguyện giảng hòa, thì tôi cũng không làm khó nữa. Tuy nhiên hình phạt thì không thể tránh khỏi. Với mức độ của cô Trúc, tôi quyết định cắt một năm không tăng lương và không có thưởng. Còn cô Hà mới vào, tôi sẽ ra thử thách với cô ngay bây giờ. Trúc nghe hình phạt dành cho mình thì không dám lên tiếng thanh minh, cũng không có ý định ở lại xem thử thách của Hà ra sao, mà vội vàng xin phép tránh mặt trước. Duy Long muốn chấn chỉnh Trúc để lần sau không còn thói ngang ngược, liền lấy cớ rời đi luôn sau đó. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Minh Vũ và Khánh Hà, dẫu có chút bất ngờ, song Hà định sẵn không dễ gì mà Minh Vũ dễ dàng bỏ qua cho cô. Thôi thì vì mục tiêu lâu dài, vẫn là cô nên chủ động trước. Dạ, sếp muốn thử thách gì với em ạ? Giờ này không còn ai. Em vẫn muốn diễn vẻ xa lạ với tôi sao? Chúng ta trước đó cũng đâu có thân quen, cho nên việc xưng hô đúng vai vế như này là hợp lý sếp ạ. Miệng lưỡi đúng là không tệ. Dạ, em vẫn còn phải học hỏi ai đó nhiều lắm ạ. Minh Vũ thừa biết Khánh Hà đang cố tình nói mình, nhưng anh không vội, cũng không tỏ vẻ khó chịu,
Vũ nhàn nhã ngồi xuống ghế, thong thả nhấp ngụm trà, sau đó mới lên tiếng nói tiếp. Nói như vậy, là em có ý trách tôi hôm ở nhà ăn công ty, không nhận quen biết với em sao? Sao vậy? Tôi nói đúng hay sai, thì em cứ lên tiếng đi chứ. Vừa nãy còn mạnh miệng chấn chỉnh người khác lắm cơ mà. Nhưng Khánh Hà trước câu hỏi của Minh Vũ vẫn chọn giữ im lặng, thì anh tủm tỉm cười, đúng là cô gái khác biệt. Tôi tưởng mình tỏ ra xa lạ mới đúng ý em chứ, chẳng phải bản thân em muốn đi lên bằng thực lực hay sao? Ngay việc Hương Ly muốn giúp đỡ, em còn từ chối cơ mà. Em... Sao? Không lẽ tôi tránh cho em việc bị nhân viên nói có người chống lưng, trốn đi cửa sau, mà em lại không hài lòng sao? Có vẻ mình trách nhầm người ta rồi, nhưng nhìn thế nào cũng có quá nhiều biểu cảm, thật sự không biết câu nào mới là thật lòng. Thái độ như này là vẫn còn nghi ngờ tôi. Sếp muốn thử thách gì cứ nói đi, em sẽ cố gắng thực hiện ạ. Đúng là cô gái cá tính thường hay bướng bỉnh, nhưng chẳng phải do Khánh Hà thú vị mới khiến Vũ động lòng hay sao? Mình Vũ nghĩ ngợi trong lòng rồi cười thầm, lần đầu tiên thừa kiên nhẫn và muốn trêu chọc một cô gái. Ngay ngày đầu đi làm, chưa thể hiện được gì đã va chạm từ trưởng phòng tới nhân viên của bộ phận khác thế này, thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc thử thách em. Nghe ra Minh Vũ có ý tứ chế giễu mình, nhưng Khánh Hà không lấy làm buồn lòng, chỉ là không hiểu sao một người bận rộn như anh mà tới việc còn con đấy cũng phải cất công quản cho nhọc. Xem chừng động tới mấy người có mối quan hệ với hai sếp lớn đúng là không manh động được. Có lẽ sự giảng hòa khi nãy là cách thoái lui thôi, ra vẻ công bằng của cấp trên, chứ thực tế thì muốn chấn chỉnh cô rồi. Nói mới để ý, Trúc vừa báo cáo xin về kiểm điểm thì giám đốc Duy Long cũng lấy cớ rời đi. Đây còn không phải là có ý đi dỗ dành bao che hay sao? Còn bây giờ thì là sự nhắc khéo của Minh Vũ với cô. Đúng là kiểu mấy người ở vị trí cao thì lời ăn tiếng nó cũng bóng gió. Tốt nhất là từ nay về sau, cô phải tránh thật xa mấy người có hôn ước với người ta, kẻo có ngày mang họa vào thân. Vẻ mặt của em biểu hiện như vậy là ý gì? Là sao ạ? Em không hiểu. Ánh mắt em không mấy thiện cảm khi nhìn tôi. Là không hài lòng, hay là đang trách cứ tôi thế? Em nào dám ạ? Nói thì mạnh dạn nhìn tôi mà nói, sao phải lẩm bẩm làm gì? Ai dám động vào người có quyền quyết định nồi cơm nhà người khác? Khánh Hà này đâu có ngốc. Em không dám đâu sếp, em biết thân biết phận, biết vị trí của mình ở đâu ạ. Nãy giỏi tranh cãi với cô Trúc lắm mà, sao giờ tự nhiên xuống giọng nhanh thế? Em không sai thì phải tự bảo vệ bản thân mình, chứ đâu có được may mắn như cô Trúc, có hẳn hai ô dù nâng đỡ che chở. Cái miệng càng lúc càng liều rồi, dám ý tứ anh và Duy Long chống lưng cho cô nhân viên tên Trúc kia. Được lắm, nếu vậy tôi cũng phải khiến em rơi vào thế đã rồi, xem em xử trí thế nào. Xem ra em cũng là muốn có được quyền đặc biệt nhỉ. Sếp có gì cứ nói thẳng ra đi ạ. Chẳng phải là em thích nói bóng nói gió ý tứ à? Em như vậy hồi nào ạ? Thì em vừa mới nói ý tôi và giám đốc Duy Long chống lưng cho cô Trúc còn gì. Là tự sếp nhận định chứ em không có nói ạ. Được rồi, vậy thì tôi chính thức thông báo cho em biết, từ nay người chống lưng cho em là tôi. Cái người kỳ cục, không biết nói lúc nào là nói thật, lúc nào là nói đùa nữa, nên tốt hơn hết cứ coi như anh ta chưa nói gì thì hơn. Em không dám mơ cao vì sợ ngã đau, được nhận vào công ty làm đã là tốt lắm rồi, phần ưu ái cứ để cô Trúc nhận hết đi ạ. Sao thế, sợ à? Sợ chứ ạ, chơi với dao có ngày đứt tay sếp ạ. Kiểu gì cũng chống chế được, thái độ nghe chừng rén sợ anh, nhưng lời nói thì câu nào có ý câu đó, chắc phải cho một đòn cảnh cáo mới được. Tập 1 của câu chuyện tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.